Mở đầu bộ phim có một tia chớp đỏ chạy khắp nơi trong thành phố, với một vận tốc kinh người. Barry Allen, người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh. Anh hùng nào chẳng có một quá khứ đau thương, chúng ta cùng quay lại 14 năm về trước. Barry sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi một đêm nọ, cậu thức giấc nhìn thấy bể cá trong phòng xảy ra hiện tượng lạ. Barry sợ hãi bước xuống nhà, khi thấy một tia chớp nhoáng cực nhanh vây quanh cha mẹ mình, Henry chỉ kịp bỏ con trai chạy đi. Trong chốc lát Barry đã được gì đó mang ra khỏi nhà. Tua nhanh 4 năm sau Barry đã lớn, anh trở thành cảnh sát điều tra hiện trường. Vẫn như mọi khi, Barry luôn đi làm trễ, cấp trên khiển trách may mà nhờ cha nuôi luôn giúp đỡ, nên lần nào cũng thành công qua mặt sếp. Vụ án hôm nay là vụ nổ súng của hai anh em nhà Madden. Barry Allen chỉ cần để ý một chút đã phát hiện dấu vết xe hung thủ, anh mượn tạm cái bút của đồng nghiệp để khám nghiệm vết bẩn. Không ngờ khi người mới phát hiện nó là phân bò, cây bút quý giá của đồng nghiệp coi như bỏ. Barry dù làm cơ sở cảnh sát nhưng lại có giấc mơ to lớn hơn. Anh say mê công trình máy gia tốc hạt của tiến sĩ Harrison Wells, nên đã hẹn cùng em gái nuôi Iris đi xem buổi ra mắt ngày hôm nay. Đen thay lại vướng vụ án nổ súng của Madden, Joe lại không ngừng bối thúc kết quả khám nghiệm hiện trường. Không ngờ chỗ phân bò lúc nãy thật sự hiệu nghiệm, Barry nhận ra trong đó có thuốc kháng sinh, nên đã nhanh chóng cho ra địa chỉ 4 trang trại trong khu vực. Thế là hai người được cho phép đi xem buổi thuyết trình. Trong khi sớm chiều bên nhau, anh chàng đã cảm nắng anh gái nuôi, đau lòng hơn Iris chỉ coi Barry như anh trai. Đớn thay tình cảm đơn phương này chưa kịp nảy mầm đã phải thu lại. Ngay khi chương trình bắt đầu, Harrison bước lên bục với những phát ngôn hùng hồn về máy gia tốc hạt, nó sẽ mang đến sự cải tiến trong sức mạnh và y học, một tương lai mới sẽ bắt đầu. Bỗng nhiên thì một kẻ cướp đã giật túi sách của Iris, Barry lập tức đuổi theo. Khi đi đến ngã rẽ đã bị hắn tập kích, anh nói nếu gã trả lại máy tính cho mình sẽ không báo cảnh sát. Tên trộm hung hăng đánh vài phát rồi té lẹ, khi hắn nhảy qua hàng rào lại bị một cảnh sát trẻ tên Eddie bắt được, anh là đồng nghiệp mới với Joe. Lần bắt được tên trộm này chính thức ghi điểm với sở cảnh sát và cả nàng thơ của Barry. Anh xui xẻo đành trở về phòng làm việc, nghe thông tin về máy gia tốc hạt qua TV, cũng chính là vì vụ án của gia đình mình năm xưa. Bên dưới bảng làm việc của anh chính là sơ đồ về vụ án của cha mình, Barry chưa từng từ bỏ việc minh oan cho ông. Bên này Joe cùng đồng nghiệp đã đi đến trang trại, đồng nghiệp không tin lắm vào phán đoán của Barry, nhưng Joe lại rất tin tưởng anh. Khi hai người bước vào trong và thật sự tìm được xe của thủ phạm, ngay lúc này, bọn chúng bên trong nổ súng, hai người cũng né đi rồi bắn trả. Khi nhìn thấy bọn chúng sắp trốn đi bằng máy bay, đồng nghiệp nóng vội xông ra, vô tình bị Madden bắn chớp. Mà Barry thấy thời sự thông báo có một cơn bão đang đến, máy gia tốc hạt đang dần mất kiểm soát. Ngay lập tức một vụ nổ lớn đã xảy ra, chiếc máy bay của hai anh em Madden cũng nổ tung rơi. Trong phòng làm việc của Barry, các chất hóa học bị chấn động mà bay lên. Một tiếng sét mạnh mẽ giáng xuống đánh anh bất tỉnh. Barry lập tức được đưa vào bệnh viện, dưới sự kinh ngạc của mọi người vì anh vẫn còn sống và sự gào khóc của Iris. Chớp mắt đã 9 tháng sau, anh bị đánh thức bởi một bài hát của Lady Gaga. Vừa tỉnh dậy với đống dây nhợ trên người, hai người lạ mặt liên tục kiểm tra thân thể anh. Họ nói Barry đang ở phòng thí nghiệm của Harrison, còn họ là tiến sĩ Ramon và nữ tiến sĩ Kathleen. Anh còn chưa hiểu cái gì thì nhìn thấy cơ bụng 6 múi của mình. Sau khi bị sét đánh, cơ thể Barry đã tự tái tạo một cách kỳ lạ. Điều ngạc nhiên hơn là tiến sĩ Harrison đã chủ động đến gặp anh. Ông cho biết máy gia tốc nổ tạo ra mây bão nên hôm đó đã chết 17 người. Harrison cũng bị liệt, còn anh thì không may bị sét đánh trúng. Vì tim của Barry đập quá nhanh và bất thường nên bệnh viện không thể chẩn đoán cho anh. Vì vậy Iris và cha đã đồng ý để Harrison đem anh đến đây điều trị. Họ yêu cầu Barry ở lại thêm để kiểm tra, nhưng anh muốn về tìm em gái. Barry đi đến quán cà phê để gặp Iris. Cô nàng vừa mừng vừa lo ôm chầm lấy anh trai. Nữ nhân viên phía sau vô tình làm đổ khay nước, bỗng dưng lúc này thời gian xung quanh anh như chậm lại. Barry cứ nghĩ do mình ảo giác, anh cùng Iris đến gặp chú Joe. Lúc này một vụ án lại xảy ra, một tên cướp đã đi vào ngân hàng. Khi hắn đưa hai tay lên, một luồng gió mạnh ập đến cuốn bay cả trần nhà. Thanh tra Joe ngay lập tức đi đến hiện trường. Trong sở cảnh sát, Barry nhìn thấy tội phạm định cướp súng của viên cảnh sát, anh không nghĩ nhiều mà lập tức hành động, không ngờ thoát cái anh đã ngăn được hắn rồi trở về chỗ cũ, mà không bị ai phát hiện. Barry sợ hãi tạm biệt Iris rồi chạy ra ngoài, bàn tay anh vẫn còn run rẩy không thôi. Barry đi về trước một chút, quả thật đã nhanh chóng dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Anh ngạc nhiên thử thêm lần nữa, tông bể cả kính xe cảnh sát. Barry bắt đầu thích thú với năng lực này, anh chạy một vòng trong con hẻm, đáp vào xe rác nhưng vô cùng hào hứng. Vì phát hiện năng lực lạ thường đó, Barry đã quay lại phòng thí nghiệm. Hai vị tiến sĩ cùng Harrison đã làm một cuộc thí nghiệm để xem thử khả năng của anh. Barry bắt đầu chú ý đến tiến sĩ Kathleen, một người phụ nữ xinh đẹp yêu công việc nhưng rất ít cười. Lúc này anh mới biết vị hôn phu của cô đã mất đi trong vụ ngày hôm đó. Barry chỉ vừa chạy đã làm tóc cả lều, mọi người kịp thấy một ánh sáng đỏ lói. Lát sau anh đạt vận tốc 200 cây số trên một giờ,
Cũng chính lúc này Barry nhớ về cảnh tượng 14 năm trước. Tia chớp vàng đó thật ra có bóng dáng của một người đàn ông. Điều này làm anh phân tâm lao vào đống thùng phi phía trước, gãy nhẹ một tay. Mà trong sở cảnh sát, mọi người vô cùng đau đầu khi lấy lời khai từ nhân chứng vụ cướp. Đã 3 vụ cướp trong tháng liên quan đến cơn bão kỳ lạ. Eddie cảm thấy những thứ hoang đường này chỉ có trong suy nghĩ của Barry. Khi quét truy cập vào di động của nhân chứng, thật sự luôn có các cơn bão như lời khai. Trong đó ông cũng nhìn thấy biển số cùng nghi phạm. Tại phòng thí nghiệm, chỉ mới 3 tiếng xương cánh tay của Barry đã lành. Harrison tự hỏi điều gì đã làm anh phân tâm. Barry đã kể lại chuyện của gia đình mình. Anh nghĩ kẻ làm điều đó là người có năng lực như mình. Nhưng Harrison khẳng định Barry là người duy nhất hiện nay. Barry thất vọng rời đi, lại vô tình nhìn thấy Iris và Eddie hôn nhau. Cô nàng còn nhờ anh giữ bí mật với bố mình. Đột nhiên một xe cảnh sát mất lái lao đến. Barry nhanh chóng ôm Iris né đi. Barry lập tức dùng năng lực của mình đuổi theo, ngồi luôn vào xe hắn. Madden cũng ngạc nhiên liền lấy súng. Anh ngăn hắn lại vô tình làm lệch tay lái khiến xe bị lật. Gã đưa hai tay lên sương mù răng lối. Những chiếc xe phía sau không nhìn thấy đã đâm vào nhau. Khi cảnh sát và xe cứu thương đến nơi, Barry nói với Joe hung thủ là Madden. Anh nghĩ hắn là kẻ có thể tạo ra cơn bão. Nhưng lần này ông đã hết kiên nhẫn với Barry, bảo anh hãy thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ và chấp nhận sự thật chính bố đã sát hại mẹ mình. Barry bị đả kích, anh nói Joe chưa bao giờ tin mình cả rồi bỏ đi. Lúc này Eddie đi đưa cho ông bản phác thảo thủ phạm từ nhân chứng, đó lại là gương mặt của Madden. Barry tìm đến chất vấn Morrison, ông ta đành cho anh biết vụ nổ hôm đó đã ảnh hưởng trên diện rộng, nhưng lại không biết cụ thể là ảnh hưởng đến những người nào, và họ gọi những người đó là người siêu việt. Barry nói anh đã gặp một người như thế hôm nay, hắn dùng năng lực để cướp và diệt người, anh sẽ ngăn chặn hắn. Harrison lại cho rằng đó là việc của cảnh sát, họ cần gen của Barry để nghiên cứu y học. Không thể để anh mạo hiểm chơi trò anh hùng, Barry cũng chỉ là một người chẳng may bị sét đánh trúng. Barry bí bách chạy một phát tận 600 dặm, đến chiếc áo ngoài cũng cháy. Sau đó anh đến gặp người bạn tên Oliver, kể mọi chuyện cho anh ta nghe. Oliver nói với Barry, có thể anh là người được chọn, anh sẽ còn làm được nhiều điều hơn thế để giúp đỡ mọi người, trở thành thiên thần hộ mệnh của thành phố. Sau đó anh ta đu dây đi mất, Barry cũng hiểu ra, anh biến thành tia chớp đỏ lướt đi trong dòng xe cộ về đêm. Barry trở về nhờ hai vị tiến sĩ giúp mình. Ramon đã thiết kế ra một bộ quần áo dựa trên trang phục lính cứu hỏa. Nó có khả năng chịu nhiệt và ma sát cực tốt, ngoài ra còn có cảm biến để mọi người theo dõi tình trạng cơ thể anh. Cùng thiết bị liên lạc, Kathleen tìm ra vị trí của Madden. Tại một nông trại phía tây thành phố, Joe cùng Eddie cũng đã lần đến đây, họ nhận ra Madden thật sự còn sống. Cả hai chĩa súng khống chế và đi đến để bắt gã, Madden tự cho mình là chúa trời chỉ vung tay đã thổi bay cả hai. Joe mang Eddie đã bất tỉnh trốn ra ngoài. Cả hai nấp xuống xe bất lực nhìn cơn bão đang đi vào thành phố. Barry nghĩ ra cách chạy ngược lại với cơn bão để làm tan nó, nhưng Kathleen cho rằng với vận tốc đó anh sẽ chết, còn Ramon lại tin Barry sẽ làm được. Anh vừa chạy mấy vòng đã chịu không nổi văng ra ngoài, ngay khi Barry nghĩ mình không làm được, Harrison đã nói mình tin tưởng ở anh. Barry được khích lệ nhanh chóng chạy vào đám mây, dần dần trên biểu đồ hiện ra một vòng tròn đỏ nuốt chửng vòng tròn xanh. Cơn bão hoàn toàn bị phá tan, Madden thua cuộc chĩa súng về phía Barry nhưng đã bị Joe bắn. Ông xin lỗi anh và đã tin chuyện mà Barry nói. Sau vụ án anh đến thăm cha mình, giờ ông đã già đi nhiều. Anh nói mình luôn tin tưởng ông, với Henry như thế là đủ, nhưng Barry tuyên bố mình sắp có thể minh oan cho ông. Barry cũng không còn đắm chìm trong thất tình mà vươn tới những thứ lớn lao hơn, anh bắt đầu đi giúp mọi người trong thành phố. Tiến sĩ Ramon đã gắn thêm biểu tượng tia chớp vào áo Barry. Một phần cảnh khác, Harrison bước vào một căn phòng bí mật, ông ta vốn không bị tàn tật như mọi người tưởng. Khi Harrison đặt tay lên một mặt phẳng, trên màn hình xuất hiện tờ báo tương lai, đăng tin về vụ mất tích của người hùng tia chớp. Barry giờ đây không còn là chàng trai luôn đến trễ, sơ sẩy một chút anh đã chạy xô sát dãy nhà. Barry chạy lùi lại trước khi xe cứu hỏa đến, anh đã mang một bé gái ra từ trong đám lửa, sau đó lại cứu thêm hai người. Kathleen phát hiện hai người Ramon đã lén chơi cho anh hùng, cô liên tục trách mắng anh vì quá mạo hiểm, chỉ cho phép Barry chiến đấu với người siêu đẳng. Lúc này chú Joe gọi lại báo có một vụ án lạ, Barry chạy ngay đến đó lại phát hiện mình chưa thay đồ. Chỉ đành vào cửa hàng cạnh đó cậu một bộ còn dính luôn mác. Trong băng ghi hình thủ phạm chỉ có một người, nhưng Barry lại nói có tận 6 dấu chân, chỉ là chúng có cùng kích cỡ. Khi Barry trở về phòng xử lý chứng cứ thì chiếc máy bị hỏng, nhìn qua nhìn lại không có ai đã dùng tay lắc cho nhanh. Lúc này Iris với bộ váy hồng xinh đẹp đi vào, cô nàng nhắc Barry về lời vừa sẽ cùng dự tiệc để giải thích cho cô về khoa học. Sau đó thoải mái hôn hít bạn trai trước mặt anh. Chiều đến cả hai tham dự bữa tiệc khoa học của Simon, cô nàng nhận ra gần đây Barry luôn trốn tránh mình khiến anh không biết giải thích ra sao. Đột nhiên bọn cướp xông vào, mọi người trong buổi tiệc náo loạn, Iris cũng sợ mà bám lấy anh trai ngồi xuống. Một bảo vệ lao vào bảo vệ mọi người, bọn cướp đồng loạt quay lại xả súng vào anh ta.
Barry không thể ngoảnh mặt làm ngơ, trong chớp mắt đã mang anh ấy ra tận hành lang, nhưng sau đó chính anh cũng đã bất tỉnh. Khi Iris tìm đến đánh thức Barry, anh nói dối mình đuổi theo chúng và ngất xỉu. Barry về phòng thí nghiệm và bị Kathleen mắng cho một trận. Anh giấu giếm tình trạng bất thường gần đây của mình, khi các tế bào trong cơ thể Barry thay đổi liên tục có thể gây ra đột quỵ hoặc thiếu máu trầm trọng. Họ đưa anh vào một chiếc máy tập được thiết kế riêng. Harrison nhìn thấy chỉ số glucose giảm mạnh, ông nhận ra anh cần ăn nhiều so với số năng lượng tiêu hao. Ngay lúc này thì anh cũng đã lần nữa ngất xỉu bên trong. Bên này Joe đến phòng làm việc tìm Barry, ông phát hiện anh luôn theo dõi vụ án của bố mình. Barry đang chuyển 40 bình dịch thì Joe tìm đến. Gần đây ông nhận được rất nhiều báo cáo về tiết chấm đỏ, nên đã khiển trách anh đang làm một việc phi pháp. Joe muốn anh chỉ cần làm công việc bình thường. Vì tức giận nên Barry đã nói ông không phải bố mình, không có quyền can thiệp chuyện anh làm. Điều này khiến vị thanh tra rất tổn thương, ông bỏ đi ngay sau đó. Đồng thời tên cướp Dalton đã gặp nhân viên an ninh của Simon, uy hiếp gã cho mình biết lịch trình của ông chủ. Gã thấy hắn chỉ có một mình nên đã đấm vào mặt Dalton rồi bỏ đi. Bỗng dưng cơ thể hắn rung lên rồi phân thân ra rất nhiều cá thể giống mình. Dalton nói tôi chính là đội quân sau đó sửa đẹp gã. Sáng hôm sau Joe giao cho Barry điều tra mẫu da của nhân viên an ninh bị sát hại, kiểm tra cho thấy đó là các tế bào non mà chỉ có những em bé. Bên này Joe đang làm việc với Simon về vụ án. Có vài người đã kiện ông ta, trong đó có nhân viên cũ là Dalton, nhưng Simon có vẻ không quan tâm. Cho đến khi bị ba kẻ bịt mặt tấn công, khi Barry trông thấy sở cảnh sát loạn hét lên, biết chú Joe đang ở công ty của Simon nên đã chạy tới. Joe để đồng đội bảo vệ Simon còn mình ở lại kéo dài thời gian. Lúc này ông tận mắt trông thấy tên sát nhân phân thân, khi hắn bước đến gần bỗng một tia chớp đỏ lóe lên. Barry giật hết súng của bọn chúng rồi đưa Joe ra ngoài, anh lập tức đánh bay hai tên nhưng hắn lại nhanh chóng nhân ra thêm nhiều kẻ nữa. Barry đấm loạn xạ nhưng vẫn bị chúng đè trên đất tẩn bầm dập, may mà anh kịp thoát ra ngoài trước khi bị hắn bắn. Trở về phòng thí nghiệm, Kathleen giúp Barry xử lý vết thương trên mặt, dựa theo dấu máu của hắn trên áo anh, họ tìm ra danh tính của hắn. Dalton là một nhà di truyền học chuyên ngành nhân bản, vụ nổ mang đến năng lực phân thân cho hắn. Barry nhận ra mình không thể chống lại cả một đội quân như lời chú Joe nói, việc này đúng là một sai lầm. Barry nhớ đến lần đầu tiên mình đến thăm bố, ngay cả ôm ông một cái cũng không được. Khi Barry nói với cảnh sát bố mình vô tội, họ đã không quan tâm lời nói của anh. Bố cũng nói Barry không giúp được ông, anh chỉ cần một cậu bé ngoan. Barry đến điểm hẹn lại nhìn thấy Iris và bạn trai thân mật, càng thấy mình là một kẻ thất bại. Bên này Joe cảnh báo Simon độ nguy hiểm của Dalton, nhưng ông ấy nghĩ gã ta thì làm được gì mình sau đó bỏ về. Mà Harrison tìm đến nói Barry đã từ bỏ chiến đấu vì những lời của Joe mà anh đã nghi ngờ bản thân, sau đó ra về để lại ông với những suy nghĩ. Barry cùng Iris đang ăn tối thì nhận được cuộc gọi từ phòng thí nghiệm. Khi anh đi đến nhìn thấy Dalton làm hết cả hồn, hóa ra đó chỉ là một phiên bản do Kathleen tạo ra từ mẫu máu Barry mang về. Họ nhận ra chúng chỉ là mấy cái vỏ rỗng, nếu không có Dalton điều khiển, hắn cũng như anh cũng sẽ mất năng lượng vì điều khiển năng lực, chỉ cần tìm kẻ nào suy yếu mệt mỏi nhất, đó chính là bản gốc. Bỗng dưng Dalton di chuyển làm mọi người hoảng hồn, nhưng đã bị Joe đi vào tiện tay giải quyết, họ đoán Dalton đã bắt đầu hành động. Joe nói hắn sẽ đến công ty Simon. Đó là thứ cảnh sát không giải quyết được, người có thể làm được chỉ có Barry. Anh được tiếp thêm niềm tin lập tức vững vàng lên đổ ra trận. Lúc này Dalton và 500 anh em đã xông vào văn phòng Simon. Ngay lúc hắn sắp kết hiểu ông ta, một tia chớp vụt ngang mang Simon đi. Sau đó khi Barry quay trở, hắn bắn ra một viên đạn, anh nhanh chóng tránh được vụt chạy lên lầu. Vừa lên trên, Barry lập tức đụng phải một đống Dalton. Hắn thoát ẩn thoát hiện khiến Barry không biết đường đỡ. Sau đó hắn lại nhân ra cả trăm người bị hội đồng nên Barry chỉ còn cách thoát thân trước. Sau đó anh xuyên qua hàng tá người, lao đến kẻ đứng cuối hàng tông hắn dính vào lan can. Nhưng bản gốc thật sự lại đứng sau lưng Barry, gã tấn công anh nhưng Barry né kịp khiến hắn lao xuống lầu. Anh kéo hắn lại nhưng Dalton không còn thiết sống nữa, gã tạo ra một bàn tay khác gỡ tay của Barry ra và rớt xuống dưới. Sau khi trải qua vụ này, anh chàng đã trưởng thành hơn, tia chớp dần tự tin vào bản thân mình cũng như tin tưởng người xung quanh. Khi Barry trở về phòng làm việc được chú Joe tặng mấy hộp bánh, ông vạch trần sơ đồ vụ án bên dưới bàn làm việc của anh. Nhưng lần này Joe không khiển trách, ông quyết định sẽ cùng Barry minh oan cho Henry. Lúc này Barry cũng xin lỗi ông về những lời mình đã nói, Joe đã cho anh một mái nhà thật sự trong suốt mấy năm qua. Ông ấy chính là người bố thứ hai của Barry, cả hai đã hiểu được nhau và dần trở nên hòa thuận. Harrison đến tìm Simon, ông ta tham vọng muốn cùng tiến hành nghiên cứu Barry để thay đổi cả thế giới. Nhưng Harrison đã đứng lên đơm chất ông ta để bảo vệ danh tính cho Barry. Bên này anh đang cùng em gái đi dạo, khi nhận được cuộc gọi từ phòng thí nghiệm, một kẻ có súng đang chạy trốn khỏi cảnh sát. Barry nhanh chóng lao đến mang hắn cổng lại đặt lên xe họ, rồi lại trở về với Iris, đòi đi ăn để lấp đầy năng lượng cho cơ thể. Có một băng nhóm tội phạm đang họp bàn về phe đối phủ, gã đàn ông chọc đầu đã khóa cửa lại,
Sau đó một nguồn khói độc xông vào khiến mọi người lập tức lăn ra chớt. Một người cố bắn vỡ kính để ra ngoài, nhưng đây lại là kính chống đạn nên đành chịu chung số phận. Barry cùng chú Joe đến hiện trường, anh nói họ chết vì khí độc nhưng không cùng thời gian, hai người bèn đi đến phòng thí nghiệm. Vì đây có thể là một vụ án do người siêu việt gây ra, chú Joe cho rằng họ cần có một nhà tù dành cho người siêu việt. Lúc này Harrison nói họ có thể tái sử dụng máy gia tốc hạt bị hỏng, bảo mọi người cùng mình xuống khoang gia tốc để xem thử. Điều này làm Kathleen nhớ đến 9 tháng trước, khi cô cùng vị hôn phu bàn về tuần trăng mật của mình. Mọi người ăn mừng vì Harrison khởi động máy gia tốc hạt thành công, bỗng rượu tràn ra ngoài và một tiếng nổ mạnh vang lên. Lúc này Barry tinh ý nhờ cô ấy ở lại giúp mình phân tích khí độc, cô cùng anh về sở cảnh sát. Vừa vào mọi người đã vây quanh đòi các mẫu phân tích, Barry di chuyển nhanh trong phòng giải quyết rồi đưa cho họ. Mà lúc này ở trung tâm mua sắm, một nữ thẩm phán đã bị người mà bà cho rằng đã chết, tấn công bằng khí độc trong thang máy. Barry lập tức đi đến dù Kathleen cố cản vì họ chưa biết rõ về tên sát nhân. Anh đuổi theo một luồng khí xanh đến hành lang thoát hiểm, Barry chạy đến hỏi hắn vì sao diệt bà ta, gã chọc bò bởi mụ ta xứng đáng. Barry tức giận lao đến đấm gã nhưng đầu chọc nhanh chóng hóa thành khói xanh. Hắn định hình lại cho anh hai đấm sau đó còn xông vào miệng Barry. Anh mang cơ thể nhiễm độc trầm trọng chạy về phòng thí nghiệm, Kathleen dùng ống chích để làm sinh tiết phổi hút khí độc ra, nhờ vậy cứu sống được Barry. Sau đó anh đã xin lỗi Kathleen vì đã không lắng nghe cô ấy, dưới sự đồng cảm và an ủi, cả hai đã xuống khoang gia tốc. Đồng thời Ramon phân tích mẫu độc anh đem về, tìm thấy một lượng thuốc an thần trong đó. Dựa vào đó họ tìm ra đó là loại thuốc được tiêm cho tử tù, danh tính hắn là Kai Nimber. Gã cũng có năng lực vì vụ nổ ngày hôm đó, quay lại trả thù gia đình tội phạm, cũng như thẩm phán đã định cho hắn tử tội, họ truy ra thanh tra Joe là người đã bắt hắn. Mà lúc này Kai đã biến thành khói độc lẻn vào trại giam, nơi Joe đi thăm bố Barry, ông nói với Henry mình tin ông ấy và sẽ lật lại bản án để minh oan cho ông. Ngay lúc này một làn khói xanh bao quanh cai ngục, anh ta lập tức ngã xuống. Làn khói hiện hình thành cai, hắn bóc cổ Joe rồi chui vào người ông ấy. May mà Barry đến kịp, anh tiêm thuốc vào cứu sống chú Joe, rồi lập tức đuổi theo cai. Gã tự mãn hóa thành làn khói độc trước mặt anh, Kathleen yêu cầu anh nên trốn đi bởi không còn thuốc giải. Nhưng Barry đã không chạy đi, đợi cai đổi lại hình người liền lao vào, nhưng gã ngay lập tức lại hóa thành khói độc. Harrison cho rằng hắn không thể giữ hình dạng khói quá lâu nên anh hãy kéo dài thời gian. Và sau một cú tấn công nữa quả nhiên gã không còn năng lượng mà gục ngã, Barry lại lần nữa chiến thắng. Anh đến bệnh viện chăm sóc chú Joe, anh nói mình đã có thể mang bố đi vào đêm nay, nhưng anh đã nghe lời ông mà không làm vậy. Lúc này Iris cùng Eddie cũng đã đến, hai người chính thức thú nhận chuyện yêu nhau. Joe cũng đã biết từ lâu, ông khá khó chịu vì điều này trái quy định, nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp với con gái. Tên Kai trở thành người đầu tiên bị nhốt vào nhà tù dành cho người siêu việt, nơi có rào chắn bằng nam châm điện siêu dẫn, với khoảng 100.000 lần từ trường trái đất. Cả hai trò chuyện về người mẹ quá cố của anh, còn Harrison một mình trong phòng thí nghiệm nhìn vào bộ quần áo của tia chớp, hắn nở một nụ cười nham hiểm. Nhớ lại cảnh mình bước vào một căn phòng ẩn, trên màn hình hiện ra cảnh Barry bị sét đánh khi đổ máy gia tốc hạt, hắn còn nói hẹn gặp lại Barry. Giờ đây ngày nghỉ Barry không còn phải cô đơn ở nhà xem phim, anh chàng đã có đồng bọn để chơi cùng, có người chủ nhật cũng phải đi làm. Một chiếc xe bọc sắt đang chở viên kim cương quý giá, hai tên lái mô tô nhẹ nhàng móc dây vào xe, chiếc xe liền bị ghì chặt mà dừng lại. Hai viên bảo vệ còn chưa xuống xe đã bị chúng đấm ngất, một tên đến dùng khí nitơ lỏng để phá hỏng xe. Ngay lúc này Barry nhận được tin và chạy đến, anh nhẹ nhàng lướt qua đã đánh gục cả lũ, sau đó gọi cứu thương gấp nên đã để bọn cướp tẩu thoát. Chú Joe và Eddie cũng đến đây, Barry viện cớ đến trễ nhưng vẫn biết chính xác băng cướp vùng có 4 người, anh đã trông thấy mặt của một tên trong đó, nhanh chóng giúp Joe xác nhận thủ phạm. Gã tên là Leonard, bố hắn từng là cảnh sát nhưng vì bạo hành con cái mà vào tù. Leonard lại tin rằng con hơn cha là nhà có phúc, gã cũng trở thành tay cướp chuyên nghiệp. Bấy giờ Iris đến mời cà phê hai người, nhưng Joe không nhận vì vẫn còn giận chuyện cô nàng hẹn hò với Eddie. Iris nói với Barry rằng muốn mở một trang báo viết về tia chớp, anh vừa nghe đã ngăn cô nàng. Trong khi đó Felicity đã đợi sẵn trong phòng, cô gái này là chuyên gia máy tính trong đội của Olive, đã từng làm việc với Barry. Nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cô bắt đầu tò mò về khả năng của Barry. Anh bảo Felicity nhìn về tòa nhà cao bên cạnh, sau đó thoát cái đã dạo một vòng, còn mang về cho cô một tấm ảnh mình chụp cô ấy từ trên sân thượng. Nhưng lúc này đôi giày của anh không chịu nổi độ ma sát mà bốc cháy, Barry nói mình có bộ đồ chuyên dụng cho việc này. Barry đưa Felicity đến phòng thí nghiệm, Harrison nhanh chóng chiêu mộ thiên tài máy tính về nhóm mình. Mọi người cho cô xem cảnh Barry trong phòng chạy bộ. Ban đầu Felicity lo lắng cơ thể anh sẽ không chịu nổi, nhưng Harrison nói mọi việc đều vì bảo vệ anh. Chú Joe và Eddie trực chờ trước viện bảo tàng, bởi viên kim cương mà Leonard cướp hụt đang ở trong đó. Eddie muốn kéo gần khoảng cách với bố bạn gái, nhưng Joe không có ý ủng hộ hai người, cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào bế tắc.
hai người Barry đến gặp Iris. Nàng nhanh chóng chấm trị dâu này, muốn tạo cơ hội để họ hẹn hò đôi. Iris nói mình nhìn ra Felicity cũng thích Barry nên cuối cùng anh cũng đành chấp nhận. Trong khi Leonard đến gặp người bạn buôn vũ khí của mình, gã giới thiệu cho hắn một khẩu súng trộm được ở phòng thí nghiệm Harrison. Súng này phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, nó có lẽ rất độc hại nên còn kèm một cái kính để bảo vệ mắt. Leonard rất hài lòng về món đồ này, ngay lập tức thử nghiệm lên người bạn tốt. Tối đến Felicity diện một bộ cánh quyến rũ đến buổi hẹn. Như dự đoán, cô ấy và Barry thật sự rất ăn ý, giải được rất nhiều câu đố khoa học trong cuộc thi vui tại quán ăn. Lúc này ở phòng thí nghiệm, Ramon hoảng hốt vì cơn phẫn nộ của Harrison. Khi biết cậu đã bí mật tạo ra một loại vũ khí có thể chống lại Barry, giờ nó còn biến mất nữa chứ. Ở viện bảo tàng, Joe được nhân viên thông báo về sự bất thường của một gã đàn ông, phát hiện ra đó là Leonard. Ông lập tức gọi cho FD, Felicity cũng giúp Barry viện cớ trốn đi. Chú Joe đuổi theo Leonard trên đường, từ xa một chiếc xe cảnh sát chạy đến. Hắn ung dung bắn ra luồng băng khiến mặt đường bị đông lại. Joe tiếp tục đuổi theo hắn vào trong. Leonard bắn ông may mà Barry đến kịp đẩy ra, nhưng đổi lại anh đã bị bắn trúng. Băng lạnh làm chậm quá trình tái tạo của Barry khiến anh vô cùng đau đớn. Barry né phát súng thứ hai của hắn rồi chạy đi. Nhưng Leonard nham hiểm đã chĩa súng về những người dân vô tội. Barry đành phải chạy khắp nơi để cứu người. Nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn hắn một bước, không cứu được một người đàn ông còn để Leonard trốn thoát. Điều này khiến Barry day dứt, anh trở về phòng thí nghiệm. Kathleen giúp kiểm tra cơ thể, may mà anh là người siêu việt nếu không đã bị đông cứng tế bào mà chết rồi. Ramon đã đứng ra thừa nhận mình là người đã tạo ra nó vì, để ngăn ngừa Barry trở lên biến chất, anh đã rất sốc trong khi mình luôn xem cậu ta là bạn, không ngờ lại bị Ramon đề phòng như thế. Đã thế còn vì súng băng mà hại chết một người vô tội, đến đây anh đã tức giận bỏ đi. Mà Iris chờ bố về nhà để nói chuyện, cô muốn dừng lại cuộc chiến tranh lạnh cả tuần nay của ông. Thật ra Joe không đồng ý chuyện này, bởi vì Eddie vốn là cộng sự của ông, nếu trở thành người thân sẽ làm ông bị phân tâm. Bên này đội Leonard chuẩn bị tấn công viện bảo tàng lần nữa, nhưng hai đồng bọn không muốn gặp nguy hiểm nên dùng súng uy hiếp rồi rời đi. Thế là hắn trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn một mình. Barry thì vẫn đang trút giận lên máy chạy bộ, Felicity đến nói đó không phải là lỗi của anh. Cô nói đồng đội cũng cần thời gian để tin tưởng nhau. Lúc này Ramon nhớ ra có thể dựa vào vũ khí để tìm Leonard. Felicity chỉ dùng một nốt nhạc đã tìm được vị trí của hắn. Leonard đã đến viện bảo tàng lấy viên kim thương. Barry tắt liên lạc với phòng thí nghiệm rồi chạy đi. Bên này chú Joe và Eddie cũng đã đuổi tới nhà ga. Joe một mình đuổi theo suốt thì bị Leonard bắn. May mà Eddie đến kịp thời giúp đỡ. Hắn ta vội chạy lên xe lửa lập tức đụng độ Barry. Anh không ngờ rằng đây lại là âm mưu của hắn. Leonard bắn xuống sàn tàu làm đóng văng động cơ rồi nhảy xuống dọc đường. Bên trong Barry phải dùng hết người phần công lực để giải cứu người dân trước khi tòa tàu lật tung. Ngay khi anh mang người cuối cùng ra, cơ thể cũng đã kiệt sức, Leonard đi đến chuẩn bị kết liễu cục đá ngáng đường này. Bất chợt Ramon vác đến một khẩu súng băng nhân đôi kích cỡ, dù thật chất nó chỉ là một chiếc máy hút bụi, Leonard rén ngang nên rời đi. Sau sự việc đó, tinh thần đồng đội giữa mọi người cải thiện, Barry ôm chào tạm biệt Felicity vì đã đến lúc cô trở về đội của mình. Hai cha con Iris cũng đã hòa thuận với nhau, Joe đã chấp nhận chàng rể, bởi chính Eddie vừa cứu ông một mạng. Trên chuyến tàu trở về, Felicity hết hồn con chồn trước sự xuất hiện đột ngột của Barry. Sau đó hai người đã tâm sự với nhau, cô nhận ra tình đơn phương vô vọng của anh với Iris, bởi cô cũng đã từng yêu thầm Oliver, thế rồi chàng đã trao cho nàng một nụ hôn tạm biệt. Sau đó cả phòng thí nghiệm và cặp đôi Iris đã có một buổi hẹn sập sình tại quán bar. Barry chợt nhận ra mình không còn cảm nhận được vị rượu. Kathleen mang mẫu máu của anh mà cô luôn mang theo bên người để kiểm tra. Tại một tòa nhà, viên bảo vệ đang kiểm tra lại các tầng. Một cô gái tóc đỏ đã cầm chiếc túi xông ra làm ngã, dùng súng chế ngự cô ấy. Tóc đỏ ném chiếc túi đi và nó lập tức phát nổ, vô tình làm đứt dây cáp của một nhân viên lau kính bên ngoài tòa nhà. Ngay lập tức Joe đi nhận được vụ án mới, điều này có nghĩa Barry cũng có phần. Anh chạy đến nơi nhìn công nhân đang lơ lửng sắp rơi xuống. Barry nảy ra ý tưởng sẽ chạy trên mặt kính để cứu anh ta, nhưng Kathleen bảo anh cần phải duy trì cấp độ khi xuống, nếu không mặt kính sẽ vỡ. Barry phóng lên tòa nhà thành công cứu người xuống, đón đầu anh bấy giờ lại là Iris. Tốc độ anh quá nhanh để nàng có thể trông rõ mặt. Hôm sau cảnh sát đến hiện trường vụ nổ, kỳ lạ thay Barry không tìm được bất kỳ dấu hiệu nào của chất kích nổ. Eddie thì lấy được lời khai kẻ đánh bom là một phụ nữ tóc đỏ, và nắm cửa đã bị một nguồn điện nhỏ phá hỏng. Joe và Eddie quay về sở cảnh sát thì gặp đại tướng Ailing. Ông ta nói mình sẽ nhận vụ án này bởi người gây ra nó là người trong quân đội. Ailing bảo Joe lập tức chuyển giao hồ sơ và tất cả thông tin sang cho mình. Lúc này Barry mang thùng vật chứng về. Anh rất nhanh đã hiểu ý Joe. Một giây sau khi giao liền trôm lại sắp tài liệu đó. Lúc này Joe biết con gái mình có mặt ở hiện trường vào tối qua, cứ tưởng nàng lo lắng cho Eddie. Không ngờ Iris lại nói đến để thu thập tài liệu cho blog vệt sáng của mình.
Ông cố nói rằng điều đó không có thật, nhưng nàng bảo mình đã tận mắt trông thấy. Barry đến phòng thí nghiệm, biết được đại tướng Ailing là người quen cũ của Harrison. Anh đưa sắp tài liệu cho Harrison. Họ tìm ra thông tin và địa chỉ của tóc đỏ. Barry lập tức bay đến đó tạt đầu cô gái. Saucy hoảng sợ bỏ chạy lại bị anh đuổi theo. Tóc đỏ vô tình chạm tay vào áo anh. Saucy bảo Barry lập tức cởi áo ra. Anh cảm nhận được gì đó lạ nên đã nhanh chóng cởi nó vào bùm. Chiếc áo chuyên dụng cứ thế tan thành từng mảnh. Mọi người trong phòng thí nghiệm lo lắng vì mất liên lạc với anh. Bấy giờ Barry lại ở trần chạy về. Ramon đau đớn khi biết bộ áo xịn sò của mình đã toang, thề bằng mọi giá sẽ bắt Saucy về hỏi tội. Cho đến khi thấy ảnh cô nàng quá xinh xắn, thôi thì bỏ qua cho lần này. Điều họ cần làm bây giờ là tìm được Saucy trước quân đội. Chú Joe cũng tìm tới bảo Barry thuyết phục Iris ngưng tìm hiểu về anh hùng vệt sáng. Barry đã đến nói chuyện với nàng, điều này khiến hai người xảy ra tranh cãi. Anh đã từng là người tin vào những điều không tưởng, nhưng giờ đây lại không chịu ủng hộ cô. Tại phòng thí nghiệm có người gọi đến. Ramon lần ra được Saucy sẽ tìm đến tay bác sĩ quân đội. Quả nhiên đoán đúng, Saucy đã đến đó, buộc tội lão già đại tướng đã mổ xẻ cơ thể làm mình biến thành dị nhân. Mà bên ngoài quân đội cũng đã bao vây, hàng tá súng bắn loạn vào nhà. Khi Barry đến nơi, Saucy cũng đã dính đạn, anh thuyết phục cô đi cùng mình. Khi quân đội xông vào chỉ thấy một tia chớp lói lên rồi biến mất. Tại phòng thí nghiệm, Harrison cho Saucy biết lý do cô trở thành người siêu việt. Khi cô bị thương được chuyển từ Afghanistan về đây, các vật chất trong vụ nổ máy gia tốc hạt đã kết hợp với các mảnh bom trong người Saucy, khiến cô có khả năng gây nổ bất cứ thứ gì mình chạm vào. Sau đó Ailing mới mổ xẻ Saucy để thí nghiệm, khi cô tỉnh lại đã vội bỏ trốn. Bấy giờ Saucy mới đồng ý cho kiểm tra cơ thể, mong phòng thí nghiệm có thể giúp mình. Nhưng Kathleen lại nhận ra vết thương trên vai cô có gắn thiết bị theo dõi. Ngay lúc này đại tướng cũng mang theo binh lính tiến vào. Harrison bảo Barry và mọi người trốn đi, còn mình sẽ ở lại đối phó. Bốn người đến nơi trải nghiệm thực tế, Saucy ném một cái đĩa lên nó lập tức nổ tung. Cô hỏi Barry có muốn trở lại bình thường, anh bảo không vì năng lực này có thể giúp đỡ mọi người. Lúc này Joe gọi đến, cho biết Iris lại đăng bài mới. Lần này cô ấy còn ký tên lên, điều này sẽ dẫn kẻ thù đến tìm Iris. Ngay đêm hôm đó, Barry hóa tia chớp đi tới quán cà phê của cô. Gặp trực tiếp anh hùng của mình khiến Iris rất vui mừng. Nhưng Barry lại đề nghị cô ngừng đăng bài về mình. Dĩ nhiên Iris kiên quyết từ chối. Cô muốn mọi người biết đến hành động anh hùng của vệt sáng. Sau đó hỏi tung tích Barry, nhưng anh không thể trả lời. Cuối cùng Iris kể mình có một người bạn tin vào siêu nhiên, nhưng ai cũng cho rằng anh ấy có vấn đề. Giờ anh ta sắp mất niềm tin của chính mình. Hy vọng vệt sáng có thể đến gặp bạn mình, cho anh ấy biết chuyện này có thật. Barry nghe đến đây rất cảm động bởi tình cảm Iris dành cho mình, nhưng chỉ có thể nói anh ta là một chàng trai may mắn rồi rời đi. Hôm sau Barry đến phòng thí nghiệm thấy Saucy bật khóc. Khi biết các mảnh đột biến sắp nhập vào các tế bào của cô không thể tách ra trở về bình thường được nữa. Barry đề nghị cho cô vào đội, nhưng mọi người không đồng ý vì năng lực của Saucy không có ích, hơn nữa còn phải đối đầu với đại tướng. Barry trở về phòng làm việc, chú Joe vẫn còn xem lại hồ sơ dự án của Henry. Barry kể mình đã tới gặp Iris, nghĩ đã đến lúc nói thật cho cô ấy biết. Joe không đồng ý rồi mới biết Barry yêu thầm con gái mình từ lâu, cơ mà anh có thành thật bao giờ, Joe an ủi bằng cái ôm. Cùng lúc này tại phòng thí nghiệm, Harrison nói với Saucy, nếu cô muốn an toàn chỉ còn một cách diệt trừ Ailing. Bởi vậy hôm sau Saucy hẹn gặp Ailing, chủ động giao nộp mình. Nhưng Ailing không tin, cố thuyết phục Saucy về phe mình để giúp ích cho quân đội. Cô lập tức ném vài viên bi nổ về phía bọn chúng. Bất chợt Barry đến ngăn lại làm Saucy bị bắn. Bây giờ cô mới nhận ra mình bị Harrison lừa, cố cảnh báo cho anh nhưng chưa kịp nói hết câu đã trầu trời. Sau đó cơ thể cô ấy phát sáng, Barry biết sắp có một vụ nổ lớn, nên mang Saucy chạy trên mặt nước thả xuống biển sâu. Sau đó bật tốc độ bàn thờ, mà chạy vắt giò lên cổ mới may mắn thoát được vụ nổ. Còn Ailing giàn dựng bằng cách nói đó là vật thử vũ khí mới của quân đội. Đêm đó Barry tìm tới Iris, anh nói mình vừa mới mất một đồng nghiệp nên không muốn mất đi người thân, mong cô dừng hết tin đăng blog. Nhưng đã đề cập tận mặt rồi cô càng không thể từ bỏ, cuối cùng hai người xung đột quan điểm đi đến nước cạch mặt nhau. Barry buồn vã tìm đến quán bar, hai đồng đội cũng rất tâm lý mà đến cùng. Kathleen còn đặc biệt trưng cất men cực mạnh cho anh, vừa là một ngụm Barry đã sặc sụa và tìm lại được cảm giác say, nhưng sau 3 giây thì hết. Bên này đại tướng đến tìm Harrison, lão nói mình đã nhìn thấy ánh sáng đỏ, và nhận ra vài điều kỳ lạ từ hôm nổ máy gia tốc hạt, yêu cầu hai người hợp tác với nhau nhưng Harrison thẳng thừng đuổi khách. Quay lại 5 năm trước khi hai người còn hợp tác, họ xảy ra cãi vã và Ailing rời đi. Bên cạnh Harrison có một chiếc lồng nhốt vật, nó chỉ biết gầm gừ và được gọi là Grad. Hiện tại cảnh sát đang truy đuổi một kẻ cướp xe, Eddie đang sơ tán người dân thì hắn lao xe đến. Joe bên này hét lên bảo cậu bé phía trước tránh ra nhưng cậu ta không nghe thấy, may mà Barry kịp thời bay đến cứu được cậu nhóc.
Eddie chặn xe bắn vào tên cướp, quái dị gương mặt hắn bỗng biến thành kim loại, anh sửng sốt vươn luôn né ra, may nhờ chú Joy lao đến ôm anh lăn vào lề. Gã ta là một kẻ cơ bắp thứ thiệt, chỉ dùng một tay đã bẻ gãy cửa xe ném về phía anh. Barry né rồi tiến lên đấm hắn nhưng lập tức gãy cổ tay. Gã ung dung biến bàn tay mình thành kim loại nện anh một phát văng xuống đất. Ba người Harrison vừa đến phòng thí nghiệm đã thấy Barry nằm trên đất. Với 13 chỗ xương bị gãy, dạng xương sườn bầm lá lách, Harrison hỏi anh đã gặp chuyện gì thì Barry nói đối phương có thể biến thành kim loại. Có vẻ là một người thét, anh cảm thấy dường như mình biết gã bởi gã đã nói một câu rất quen thuộc. Joe đang xem lại đoạn băng lời khai của Barry vào 14 năm trước, anh đến nói cho ông biết gã đêm qua là người siêu việt. Vào trong cấp trên cung cấp thông tin hắn là Tony, có tiền án hành hung trộm cắp và từng ở trại giáo dưỡng. Điều này lập tức gợi lại ký ức hồi bé của Barry, anh từng bị một kẻ hổ báo trường mẫu giáo ức hiếp. Lúc này Eddie kéo Barry về thị trại, bảo đêm qua mình thấy đầu hắn biến thành kim loại. Lúc này Iris đến, nàng hỏi thăm người yêu, sau đó hỏi về chuyện Việt Sáng đã cứu một đứa bé, nhưng Eddie không biết gì cả. Bên này chú Joe đến tìm Harrison, muốn ông ta giúp mình phá án năm xưa của cha Barry. Ramon đã rất bức xúc, quyết định cho anh xem một cỗ máy gọi là xà dầm. Nó là một mục tiêu di động giúp anh rèn luyện tốc độ và nội lực. Ramon điều khiển nó cử động, mấy chiêu đầu thì Barry phản ứng nhanh và khỏe, nhưng lát sau lại bị ăn hành chật cả khớp vai. Đã vậy Eddie còn gọi đến báo đã tìm được chiếc xe bị trộm tối qua, cần anh đến khám nghiệm. Không có thời gian nên Kathleen đã giúp Barry bẻ lại khớp tay một cách bạo lực. Anh đến hiện trường, Eddie tính mắt nhận ra Barry và Iris có xung đột, nên đã khuyên anh làm lành, vì tình bạn tốt như hai người rất khó tìm. Barry không quên lấy mẫu khác đựng rơi trên xe. Tại phòng thí nghiệm Joe kể lại lời khai của Barry, Harrison có vẻ không tin tưởng lắm, lúc đó máy gia tốc hạt còn chưa ra đời. Bên này Eddie hỏi một công nhân có biết Tony không, nhưng anh ta thình lình bỏ chạy. Barry đã dùng năng lực đón đầu hắn, gã tung cho anh một đấm rồi sau đó cũng bị Eddie bắt được. Mà Iris đang làm việc bỗng gặp lại bạn cũ, gã Tony thấy blog của nàng nên đã tìm đến để hỏi Việt Sáng. Sau đó còn bảo Iris nên biết về chuyện của mình, bởi anh hùng Việt Sáng yếu như sen mới bị hắn tẩn cho một trận vào tối qua. Iris nhìn thấy tin truy nã của Tony trên thời sự, định lấy điện thoại gọi cho Eddie, bỗng dưng bàn tay Tony biến thành thép bóp nát chiếc điện thoại, trước khi rời đi còn để lại một xấp tiền bồi thường. Tại phòng thí nghiệm Kathleen cho Barry biết Iris vừa đăng tin trên blog, nói muốn gặp anh. Vì thế đêm đó Việt Sáng đã đến gặp Iris, cô nói Tony có nhà ở phía tây Keaton và bàn tay có thể biến thành sắt. Barry chỉ lo lắng cho người thương nhưng Iris nói cha mình là cảnh sát sẽ tự lo được. Bên ngoài còn có đội cảnh sát bảo vệ mà Eddie tự đến, Barry nóng vội tự mình tìm đến khu nhà máy đang khép bỏ hoang. Anh nhìn thấy bồn chứa kim loại bị vỡ, trong đó có dấu chân của Tony, liền gọi về báo tin cho Ramon. Nhưng chưa gì đã bị Tony tập kích từ phía sau, hắn đẩy ngã anh rồi lật cùi sắt xuống ý định triệt khiêu Barry. May mà hai người Ramon kịp tìm tới mang anh về phòng thí nghiệm. Họ tức giận vì Barry hành động lỗ mãng, anh nhất thời mất trí, cảm thấy dù nhỏ hay lớn cũng không thể thắng được Tony. Bấy giờ Ramon bảo có một cách, chỉ cần Barry đủ nhanh sẽ hạ được hắn, nghĩa là tấn công với sức 800 dặm một giờ. Nhanh hơn vận tốc âm thanh, để thực hiện được chiêu thức này cần bắt chấn từ 5,3 dặm. Kathleen nói nó rất nguy hiểm, nếu anh làm được thì tốt nhưng không thành công thì toàn bộ xương của Barry sẽ vỡ vụn. Đến sở cảnh sát, anh nói Iris mình bị Tony đe dọa, nhưng Eddie đã cử đội bảo vệ rồi cô ấy nên ông cứ an tâm. Lúc này Eddie đến và rủ Barry rèn luyện một chút, anh ta nói mình cũng từng bị bạo lực như Barry. Cho đến khi anh được dạy, chỉ cần đủ mạnh thì đánh vào một điểm là có thể hạ gục đối phương. Eddie còn giữ túi cát cho Barry đấm, dưới sự cổ vũ của Eddie, anh đấm thùng cả bao cát. Bên này Joe hẹn gặp Harrison, ông nói có thể đánh vào một điểm. Joe gặp mặt Harrison, ông nói có thể máy gia tốc hạt đã có từ 14 năm trước. Harrison nói không thể nào, nhưng Joe lại nhìn ngờ, vì ông điều tra được Harrison mở phòng thí nghiệm vào một tháng. Sau khi mẹ Barry mất, vậy thời gian trước đó gã đã ở đâu? Harrison cũng biết tổn thương nên đã từ chối trả lời, trả tiền rồi rơi đi. Ở nhà Iris đang viết blog thì nghe tiếng động, ra mở cửa thì nhìn thấy cả chiếc xe của cảnh sát đã bị lật tung. Tony đã đứng kia tự bao giờ. Barry và Eddie đang tập luyện thì nghe tin Iris bị bắt cóc, cả hai nhanh chóng chạy đi. Barry gọi cho phòng thí nghiệm, nhờ mọi người hack các hệ thống máy quay để tìm vị trí Iris. Tên điên Tony lại dẫn Iris về trường học cũ, yêu cầu cô ấy phải viết về anh hùng mới là mình, bởi Việt Sáng bị gã tiêu diệt hôm qua. Tony tức giận túm chặt Iris và đập vỡ còi báo động. Tại sở cảnh sát Joe nhận được tin có chuông báo động ở trường tiểu học, Barry nhận ra đó là trường cũ của cả ba. Anh lập tức chạy đến đó bảo Tony thả Iris để nói chuyện như hai người đàn ông. Hắn buông Iris ra rồi hóa thành kim loại, Barry nhân cơ hội luồn qua chân hắn cứu được Iris. Sau đó quay lại né cứ đấm, vọt ra phía sau đá vào mông gã. Tony lại đấm nhưng Barry quá nhanh khiến hắn đấm một vào tủ đồ,
Sau đó Barry đã xách cây cờ đến tẩn vào đầu hắn. Chẳng ăn thua, ngược lại còn bị Tony chụp lấy, hành lên bờ xuống ruộng. Hắn biến cả người thành thép chuẩn bị cho Barry ra bã, nhưng anh lại nhớ đến lời chú Joe từng nói, 36 kế chạy là thượng sách, vì thế Barry đã lao ra ngoài. Trong khi gã đang chế giễu vệt sáng chỉ có thế với Iris. Khi Barry dừng lại ở 5,3 dặm, trước sự ngỡ ngàng của hai người, Barry lao ngược trở về với tốc độ làm kính hai bên đường đồng loạt vỡ. Anh tông thẳng vào trường, với tia chớp bao bọc quanh người, đấm một cú siêu nhanh vào mặt khiến lớp kim loại của Tony biến mất. Hắn đau đớn lăn ra trên đất, gắng gượng đứng lên nhưng bị Iris bồi thêm một phát. Tony ngất còn hai người Barry đều gãy tay. Tony nhận ra đây là người bạn yếu nối năm nào bị hắn bắt nạt, Barry nói mình cũng bị sét đánh giống hắn, nói xong ngầu lòi đi ra ngoài, để mặc hắn kêu gào bên trong. Anh không quên cảm ơn hai người Ramon đã luôn giúp đỡ mình. Joe đến tìm Harrison, ông nói mình đã tìm hiểu và biết được hai vợ chồng Harrison bị tai nạn ô tô. Sau cú sốc đó Harrison chạy đến đây, lập ra một phòng thí nghiệm khác để bắt đầu lại từ đầu và quên đi quá khứ, máy gia tốc hạt lúc đó chỉ mới là ý tưởng. Joe xin lỗi Harrison, vẫn mong ông giúp đỡ mình điều tra, trả lại sự trong sạch cho Henry. Bên này Barry đến tìm Iris, hỏi thăm về vết thương của cô. Cả hai đã xin lỗi và thông cảm cho nhau, họ lại bắt đầu làm bạn. Iris sẽ không nhắc về vệt sáng nữa, nhưng cô rất vui vì không chỉ có The Flash, mà bên ngoài còn rất nhiều người có siêu năng lực. Đêm đến khi chú Joe đang nghiên cứu hồ sơ vụ án của Henry bỗng đèn vụt tắt, một tia sáng đỏ chập chờn trong phòng. Trong ánh sáng đỏ đỏ có bóng dáng của một người đàn ông. Sau khi mọi thứ bình thường trở lại, ông bàng hoàng nhìn thấy bức ảnh con gái mình. Đó là một bức ảnh con gái mình bị găm dao trên tường, với lời đe dọa nếu không dừng lại con gái ông sẽ chết. 10 tháng trước có một nhóm bạn đi dã ngoại, thanh niên năng động này phấn khích trèo lên cột điện để ngắm cảnh đêm. Bỗng từ xa một đường sáng xuất hiện, cậu ta chỉ kịp cảnh báo bạn bè trốn đi, còn mình lại bị sét đánh rơi xuống. Hiện tại Barry vẫn như bình thường, dùng vận tốc kinh người của mình để bắt đầu một ngày mới. Nửa đường thì bị một tên cướp chặn đầu, khi hắn muốn bắn anh, chỉ với một cái chớp nhoáng quần áo trên người hắn đã mất, bên cạnh còn xuất hiện thêm cảnh sát. Tại phòng thí nghiệm, Harrison xem tờ bói tương lai về tia chớp trong khi nghĩ cách khai thác toàn bộ sức mạnh trong người Barry, gã bảo anh nên tăng tốc độ đến mức cao nhất để phục vụ cho y học. Bấy giờ Barry nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát, có một án mạng với cái xác bị cháy co quắp, nhưng toàn bộ các chất nổ xung quanh không bị ảnh hưởng. Sau đó Barry mang bức ảnh xác chết cháy đến phòng thí nghiệm, nhờ Ramon dùng phần mềm nhận diện của các nhà khảo cổ giúp anh nhận dạng nạn nhân. Họ phát hiện có ai đó đang dùng danh tính của nạn nhân để vào ga xét điện, nên Barry đã chạy đến đó. Tại đây anh trông thấy một người đàn ông có đôi mắt gấu trúc đang hút dòng điện vào người, hắn phát hiện Barry nên đã phóng luồng xét vào người anh, may mắn né được lần một, còn lần hai xin thua. Bị trúng chiêu, Barry cố chạy đi nhưng cơ thể chợt mất đi sức lực khuỵu xuống. Ramon bảo Barry nhanh rời khỏi đó, anh nhận ra mình đã mất đi siêu năng lực, chỉ có thể ngồi taxi. Trở về phòng thí nghiệm, Barry lên máy chạy để kiểm tra thì tốc độ còn chậm hơn người bình thường. Harrison nhận ra người siêu việt lần này không phải mang năng lực giật điện, mà là nạp điện bằng cách hút năng lượng trong cơ thể người khác. Barry nghĩ mình cần đến cảnh báo cho chú Joe, chú ấy đã thử anh bằng cách ném chiếc gốc yêu thích của Barry, nhưng anh không thể chụp nổi. Bấy giờ Iris đến khi nghe về vụ án khó nhằn, cô đã nói thành phố còn có tia chớp nên cứ an tâm. Barry đã rất buồn vì giờ đây anh không thể sử dụng sức mạnh nữa, anh thất hiểu ra đến thang máy thì nhìn thấy một tên tội phạm, gã còn bắt chuyện với Barry. Bên này tiến sĩ vào mật thất muốn xem tờ báo tương lai, nhưng máy tính lại báo Barry không còn tồn tại, ông ta hoảng hốt thử lại nhiều cách nhưng vẫn không có kết quả. Bên ngoài Ramon đã tìm được danh tính, hắn tên là Pharaoh Aqui, như những trường hợp khác hắn cũng có sức mạnh vào đêm máy gia tốc nổ. Ngay lúc này hắn đã tìm đến đây và đòi gặp Harrison, không nhận được hồi đáp Pharaoh Aqui đã đập phá và hấp thụ nguồn điện gần đó, khiến cả thành phố mất điện. Nhân cơ hội này tên chuyển từ Tacman đã cướp súng, bắn chết một viên cảnh sát và uy hiếp mọi người thành con tin. Pharaoh Aqui đã mở được cửa phòng thí nghiệm vào trong, Barry gọi cho đại úy sinh lại nhận được tin cha con chú Joe đang bị bắt giữ. Anh lập tức hỏi Harrison cách để phục hồi năng lực, họ cần một dòng điện cao để tái tạo cú choáng đầu tiên tới cơ thể Barry, sẽ phải truyền toàn bộ điện trong máy phát vào người thông qua máy chạy, việc này quá nguy hiểm. Barry đề nghị thử nói chuyện với Pharaoh Aqui, vì biết đâu hắn cũng cần giúp đỡ, nhưng với Pharaoh Aqui, năng lực này đã hại chết hai bạn thân của hắn, hiện giờ gã chỉ muốn trả thù Harrison. Pharaoh Aqui tấn công Barry, Ramon đóng cửa lại kéo dài thời gian, còn Kathleen đưa Barry đến chỗ máy chạy, trong khi Ramon sẽ khởi động máy phát điện. Harrison một mình đến buồng giam tên Ton, ông bảo nếu anh ta giúp họ tiêu diệt Pharaoh Aqui, thì sẽ trả lại tự do cho anh. Bên này Tacman yêu cầu cảnh sát cho mình một trực thăng, một bữa ăn chay và một máy tính trong một giờ. Mà Eddie cũng đang âm thầm lẻn vào, nhân lúc Tacman đang điên loạn thì anh bắn hắn. Nhưng lại quá chủ quan khi hắn có mặt chống đạn, thế là Eddie ăn hai phát đạn ngược lại.
Bên này Pharaoh Aquy đã tìm đến phòng trại, hai người Barry vội nín thở núp xuống bên trong. Khi hắn phá cửa đi vào, Ramon đã thành công bật máy phát điện khiến hắn đi ra ngoài. Barry yêu cầu Kathleen bật máy chạy, nhưng cô lưỡng lự vì điều này có thể diệt chết anh. Barry thuyết phục cô hãy tin mình, nếu không muốn chết chung cả đám. Kathleen đành bật máy phát và dòng điện chạy thẳng vào người anh, hất Barry văng ra xa. Bàn tay anh chuyển động nhấp nháy nhưng vẫn không hồi phục siêu năng lực. Bên này Iris lo lắng xin Tagman cho Eddie được cứu chữa. Gã lại đi đến chọc ngoáy vào vết thương của anh. Cô tức giận bảo rằng khi tia chớp đến sẽ cho hắn xin là xin viễn biệt cụ. Hai người Kathleen chạy ra hành lang nhìn thấy Tony, anh ta cảnh báo Barry chạy đi rồi tắt thở. Kathleen và Barry trốn đến chỗ Ramon, anh nghĩ Tony trốn ra khỏi tù khi mất điện, nhưng Harrison đã thừa nhận rằng mình đã thả Tony ra để câu giờ. Đối với câu trả lời này, Barry thấy lão quá ích kỷ, vì muốn sống mà hy sinh người khác. Hai người xung đột ý kiến và cãi nhau, Ramon đề nghị trốn ra xe tải thí nghiệm di động của họ. Kathleen phát hiện các tế bào của Barry đang tái tạo trong mặt. Ở sở cảnh sát, Tagman bắt Iris làm con tin. Joe đã xin hắn cho con gái nói lời tạm biệt với bạn trai. Khi Iris đến gần, Eddie đã nói cho cô dưới chân mình có súng, nên khi ra đến hành lang Iris đã lật ngược tình thế. Bên này mọi người ra đến xe nhưng không khởi động được, mà Farouk đã đuổi đến trước mặt. Gã đánh vào xe làm Barry ngã ra ngoài. Ngay khi định kết hiểu mọi người thì Harrison đã giao nộp mình cho hắn, xin hãy tha cho ba người vô tội. Farouk tung trưởng về phía ông khiến Harrison ngã xuống đất, trong mắt Barry khi ấy xuất hiện dòng điện. Anh dịch chuyển một phát đến cứu tiến sĩ trước khi hắn triệt tiêu ông, còn có thời gian mặc vào bộ đồ đỏ, dễ dàng tránh các cú tấn công của hắn. Mặc dù sau đó đã bị dính trưởng, nhưng trong cơ thể anh bỗng bốc ra dòng điện vàng đánh ngược lại người Farouk, hạ gục hắn tại chỗ. Barry nhanh chóng chạy về sở cảnh sát, thấy mọi người đang hối hả đi lại, cha con Iris may mà vẫn bình an. Tại phòng thí nghiệm Kathleen nói tế bào của Barry tái tạo quá nhiều năng lượng, nên Pharaoh Aquy không thể hấp thụ hết được và bị đánh ngược lại. Barry trách Harrison liều mạng, nhớ anh ấy không kịp hồi lại sức lực. Harrison lại nói không sao, chỉ mong có thể bảo vệ anh vì tương lai vẫn còn cần tia chớp. Sau đó Barry đến thăm Eddie, chú Joe thử đẩy ngã chậu hoa, Barry lập tức chụp được. Eddie nghi ngờ nhưng ông nói rằng anh ta đang phê thuốc. Iris ra ngoài mua cà phê thì tia chớp xuất hiện, anh xin lỗi cô và hứa sẽ không bao giờ đến trễ nữa. Harrison vào mật thất xem tờ báo tương lai và thấy tia chớp vẫn tồn tại, gã nhận ra cách để thúc đẩy sức mạnh trong Barry là lợi dụng gia đình và bạn bè. Quả nhiên Barry đã tìm đến, bảo gã hãy giúp mình trở nên mạnh hơn để bảo vệ người thân. Sau đó Harrison đến phòng giam lấy máu của Pharaoh Aquy để nghiên cứu, bởi hắn có khả năng đánh cắp sức mạnh của tia chớp. Người đàn ông này có đôi mắt biến đỏ, bất kể ai nhìn vào mắt hắn đều bị thôi miên, vì thế hắn dễ dàng lấy tiền đi, còn mọi người lại lao vào đánh nhau như mất trí. Ramon báo cho Barry có một vụ cướp ngân hàng, anh lập tức chạy đến đó kịp thời cứu chàng trai xấu số này, khỏi phát bắn của cô gái. Sau đó mọi người đột nhiên bừng tỉnh không biết chuyện gì xảy ra. Ở nhà Iris xem tin trông thấy ảnh vệt sáng được người đi đường chụp lại, ngày càng nhiều người tin tia chớp thật sự tồn tại. Barry đến hiện trường, anh nói những người nơi đây giống như bị hớp hồn vậy. Khi trở về văn phòng, Eddie đề nghị mọi người tìm hiểu thêm về vệt sáng, nhưng mọi người chỉ cho rằng anh ta bị ảnh hưởng bởi bạn gái mình. Iris đến và nghe việc Eddie muốn xin lệnh truy bắt tia chớp, nên hai người đã cãi nhau. Bên này Barry đến phòng thí nghiệm nói về vụ án lần này. Kathleen xem thông tin từ bệnh viện cho thấy mọi người đã bị tác động vào não bộ. Đêm đó, tia chớp đến gặp Iris. Cô cảnh báo rằng bạn trai mình đang muốn bắt anh và bảo The Flash hãy cẩn thận. Bấy giờ Ramon gọi đến báo tên cướp đang ở tòa nhà 1600, mà hắn cũng đã phát hiện máy theo dõi trong túi tiền. Trên đường rời đi bị Joe chặn lại, hắn đã thôi nhiên một cảnh sát bắn về phe nhà. Barry kịp thời chạy tới cứu mọi người tránh khỏi phát đạn. Ngay khi hắn định diệt, anh đã lãnh hai mũi tên từ Oliver. Barry chạy đến gặp nhóm của anh ấy ở ngoại ô. Họ đến đây để điều tra một vụ án mà sát thủ sử dụng một cái boomerang. Barry đã đề nghị họ hợp tác cùng nhau để tìm hai tên hung thủ. Oliver từ chối, nhưng Felicity nghĩ phòng thí nghiệm sẽ giúp họ hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. Vì thế Barry đã ôm cô chạy một mạch đến thẳng phòng thí nghiệm. Kết quả là cái áo của Felicity bốc cháy. Cô đưa boomerang cho Ramon, cậu ta rất hứng thú mà tiến hành thí nghiệm ngay. Còn Barry được Harrison gọi vào phòng, anh nhìn thấy chú Joe cũng ở đây. Hai người họ nói mình không tin Oliver khi anh ta là kẻ đã diệt nhiều người trước đây. Dù Barry giải thích anh ấy chỉ trừ khai những tội phạm nguy hiểm. Lúc này bên ngoài chiếc boomerang đó đang rượt Kathleen chạy khắp phòng, chỉ dừng lại cho đến khi bị mắc vào tường. Chú Joe bảo Barry đuổi Oliver về thành phố của anh ấy. Trong lúc đó Oliver xông vào một nhà kho hỏi danh tính tên cướp ngân hàng, biết được tên hắn là Bivolo. Sau một hồi nghe Felicity thuyết phục, Oliver cũng đã đồng ý hợp tác với Barry tìm ra Bivolo. Hôm sau Oliver dắt Barry đến một ngôi nhà bỏ hoang, muốn tập luyện cho anh thay vì chỉ biết chạy trong mù quáng. Sau đó anh ta bảo Barry chạy xa ra rồi chạy ngược lại, so vận tốc và kỹ năng xạ thủ.
Barry dương dương tự đắc rằng không thể nào, thật sự anh chụp được mũi tên của Oliver, ai mà có ngờ phía sau còn hai cung tên tự động khác bắn vào lưng anh. Về sở cảnh sát, chú rể trách Barry đã giúp Oliver giấu chuyện tối qua, khi anh ta bắn vào chân một nhân viên giữ kho để lấy thông tin, ông nói Oliver là một kẻ điên chỉ thích tra tấn người khác, muốn Barry phải ngưng hợp tác. Tại phòng thí nghiệm, Kathleen cho rằng, Bivolor đã dùng màu sắc để tác động đến tâm trí người nhìn. Bấy giờ Harrison đến gặp Felicity, nói rằng người bạn của cô ấy có thể gỡ nguy hiểm cho mọi người, muốn cô tiết lộ danh tính anh ta. Nhưng cô đảm bảo Oliver sẽ không hại ai và từ chối cho biết thêm. Lúc này Ramon lại có thông tin Bivolor đang về nhà, vì thế Barry đã chạy đến đó. Vừa vào trong, hắn đã xuất hiện thách thức Barry, anh tức giận lao đến thì cô tình nhìn vào mắt hắn, đôi mắt Barry đỏ lên trong phút chốc. Trở về phòng thí nghiệm thì không thấy có gì kỳ lạ xảy ra, anh cho rằng mình không bị ảnh hưởng bởi năng lực của hắn. Kathleen cứ nghi ngờ nên anh đã to tiếng với cô, điều này làm Kathleen bị tổn thương và bỏ đi. Oliver hẹn thêm một buổi tập luyện, tại đây anh ta chỉ ra những điểm tự mãn của Barry và bảo anh cần cảnh giác hơn nữa, trong khi chiến đấu. Nhưng Barry lại bảo chẳng qua là Oliver đang ganh tị với mình, nói những lời rất đáng ghét rồi đùng đùng bỏ đi. Trở về sở cảnh sát, Barry nổi nóng với cả đại úy Singh, chú Joe chạy đến để khuyên can nhưng sau đó cũng bị anh nạt vào mặt. Chú ấy nhận thấy có gì đó sai sai nên đã tự đến phòng thí nghiệm, nói cho mọi người có lẽ Barry đã bị Bivolor hấp hồn. Họ nghĩ ra giờ chỉ có một người có thể giúp được, đó là Oliver. Bên này Iris đang đi cùng Eddie, cô cố nói với bạn trai tia chớp là anh hùng, nhưng Eddie lại không tin tưởng, trách cô vì không báo cho anh chuyện đã từng gặp trực tiếp tia chớp. Ngay lúc này Eddie bỗng bị kéo văng ra khỏi xe, anh nhìn thấy một người đàn ông trong bộ đồ đỏ, bắn tia chớp nhưng anh ấy nhanh chóng tránh được. Ở phòng thí nghiệm, Felicity tìm thấy camera ghi lại cảnh Barry đang hành hung Eddie, cô mau chóng bảo Oliver đến đó. Oliver tới bắn tên vào Barry, hành động này khiến tia chớp chuyển mục tiêu sang Oliver. Barry né được tên nhưng bị mũi tên phát nổ hất văng xa, Oliver xuất hiện từ phía sau bắn thuốc mê vào người anh, Barry càng thêm tức giận, vô hiệu hóa thuốc gây mê. Sau đó chạy xung quanh người Oliver, anh ta nhanh chóng đu dây lên tòa nhà, nhưng Barry đã nhanh hơn và đón đầu làm Oliver rơi xuống. Anh ta đáp đất an toàn, dùng tay phản kháng nhưng không bắt kịp tốc độ của Barry. Khó khăn lắm mới đấm trúng một cái, nhưng lại bị đấm trả liên hoàn, bè gì dễ dàng chụp được tên tự động. Oliver bắn thêm một tên trúng chân, rồi giữ chặt Barry lại. Lúc này chú Joe lái xe tới, Harrison chiếu ánh sáng đủ màu vào mắt Barry, đôi mắt mất màu đỏ và dần trở lại bình thường. Barry xin lỗi Oliver, sau đó hai người tống Bivolor vào tù dành cho người siêu việt. Trước khi rời đi, Oliver bảo mọi người phải bảo mật danh tiếng cho mình, vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình và bạn bè. Chú Joe cũng chịu nói lời cảm ơn anh ấy, Felicity nhờ Kathleen giúp tìm manh mối vụ án Boomerang. Tại quán cà phê, Eddie nói mình vẫn sẽ truy bắt tia chớp. Trải qua nguy hiểm, Iris không còn trách móc bạn trai mà đồng ý với anh. Đêm đó, tia chớp đến tìm Iris để giải thích, nhưng cô đã không còn tin anh và nói không muốn gặp lại anh nữa. Barry buồn bã chạy qua các con phố. Trên đường cao tốc xuất hiện một người đàn ông với cơ thể bốc lên ngọn lửa. Thấm thoát đã đến Giáng sinh, Barry và chú Joe đang trang trí cây thông. Thấy ông làm lâu quá nên anh đã lượn một vòng giúp treo lên. Khi ấy ông ấy lại nhận được cuộc gọi công việc, Iris đã không đợi nổi mà quyết định lén mở quà Giáng sinh. Barry tặng Iris bản sao sợi dây chuyền cưới của mẹ cô, mà lúc nhỏ Iris đã làm mất, còn anh thì nhận được một chiếc kính hiển vi sinh học. Sau đó Barry cũng đến phòng thí nghiệm tặng quà cho mọi người. Harrison không vui lắm vì đây là khoảng thời gian vợ ông mất. Trong cửa hàng, Eddie đã tặng cho Iris một chiếc chìa khóa, ngụ ý cô dọn về sống cùng mình. Bên này Kathleen ra nhà xe vô tình nhìn thấy một người đàn ông quen mắt. Đi đến cuối đường anh ta quay lại với đôi tay và cái đầu bốc cháy. Kathleen bị sốc vội chạy trốn. Gương mặt đó là của Ronnie, hôn thê mà cô tưởng đã chết. Tại một cơ sở nghiên cứu đột nhiên mất điện, tiến sĩ vội trốn vào phòng kín, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo vàng xuất hiện và diệt hai viên bảo vệ. Sau khi nghe lời khai từ tiến sĩ, Barry cho rằng đó chính là người đẩy mẹ mình vào con đường chết, anh muốn xem lại tài liệu cũ. Họ lập tức tìm đến phòng thí nghiệm Harrison, theo lời khai vệt vàng đó đang tìm kiếm một thứ trong phòng thí nghiệm Mahiuzi, được phát triển bởi tiến sĩ Tina. Đó cũng là đối thủ lớn của Harrison đang nghiên cứu về một loại hạt gọi là Tasonic, có thể làm cho con người di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Kathleen tìm đến Iris để hỏi về người đàn ông bốc cháy mà cô từng viết trên blog trước đây. Bên này Barry mời Tina đến sở cảnh sát, họ muốn mượn nguyên mẫu hạt Tasonic để làm mồi nhử vệt vàng, nhưng bà ta không đồng ý. Tại phòng thí nghiệm, Kathleen đã nói với Ramon rằng Ronnie còn sống, mong Ramon sẽ giúp mình tìm anh ta. Barry đau khổ xem lại bảng điều tra của mình, nhớ đến ngày định mệnh đã cướp đi mẹ mình hôm đó. Lát sau Iris đến, nói với anh mình sẽ dọn về sống cùng Eddie. Khi cô rời đi, Barry đột nhiên nhìn thấy vệt vàng đứng phía đối diện, anh chất vấn hắn tại sao diệt mẹ mình. Hắn ta nói muốn biết phải đuổi kiếp hắn đã,
Sau đó anh đã rượt theo vệt vàng khắp thành phố. Đến một sân vận động, hai người đã lao về phía nhau. Barry bị đánh văng, hắn nói anh chưa đủ nhanh, vệt vàng đánh Barry không kiệt đỡ. Còn nói vốn dĩ anh biết hắn là ai, nhưng số phận của anh mãi mãi là bại dưới tay hắn. Hôm sau Barry kể lại chuyện này cho Harrison nghe, nói tốc độ của vệt vàng nhanh hơn mình rất nhiều. Sau đó Jay lần nữa yêu cầu Tina trao hạt Tasonic cho mình, bà ấy đành phải đồng ý cho họ giữ trong một giờ. Eddie cũng đã thành công lập nhóm đặc nhiệm tìm kiếm và bắt tia chớp. Bên này Ramon và Kathleen dùng máy dò tìm ion hóa, hai người đến một đường hầm tìm Ronnie. Bỗng dừng máy hết pin, phía trước bước ra một người đàn ông, Kathleen đã đi đến thuyết phục Ronnie về cùng mình. Nhưng gã nói mình không phải Ronnie và yêu cầu cô tránh xa mình ra. Barry mang nguyên mẫu hạt về phòng thí nghiệm, Joe đề nghị anh ấy không nên tham gia vụ này vì nó ảnh hưởng lớn tới tâm trạng. Barry đến gặp cha mình, nói đã tìm thấy hung thủ diệt mẹ, nhưng bản thân lại chẳng bắt được hắn. Barry khóc lóc xin lỗi vì không thể đưa bố rời khỏi đây. Henry bảo con trai hãy từ bỏ chuyện quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn. Barry trở về nhà gặp Iris, lấy hết can đảm tỏ tình khiến Iris vô cùng khó xử. Tại phòng thí nghiệm, Eddie còn đang nghi ngờ cách làm việc của Harrison, thì vệt sáng thật sự mắc bẫy bị nhốt lại. Ramon nhận thấy điều lạ báo cho mọi người nhưng bị mất tín hiệu, vệt vàng quá mạnh còn có thể bắt tiến sĩ Harrison vào trong, hành hung ông ta dã man. Hết cách Joe đành cho hạ rào chắn xuống, vì thế hắn đã cướp hạt và thoát ra ngoài. Hắn đánh gục các cảnh sát và đe dọa Joe lần nữa, Kathleen thấy tình hình không ổn vội nhắn tin cho Barry. Anh kịp thời chạy đến lôi hắn lên sân thượng, nhưng nhanh chóng bị hắn tông dính vào xe, sau đó lại đánh anh không kịp đỡ. Xé cả mặt nạ định giết Barry, ngay lúc này Ronnie đến phóng nguồn lửa vào người hắn thế nên mới giải vây. Ronnie bảo Kathleen đừng tìm mình nữa rồi cũng bay mất. Trở về Eddie hỏi Joe đã giấu mình những chuyện gì, ông đã nói cho anh biết về người siêu việt, yêu cầu Eddie phải giữ bí mật. Anh hỏi về tia chớp thì Joe nói chính anh ta đã cứu hai người họ tối nay. Phía Kathleen nói chuyện của Ronnie cho Harrison, biết ông thừa sẽ giúp cô mang Ronnie về. Chú Joe tìm đến Baru an ủi anh rất nhiều, hai người về nhà đón Giáng sinh. Bất giờ Ramon đã nói cho Joe, khi hai người Barry đánh nhau, anh đã nhìn thấy hai vệt vàng và đỏ, nên có thể 14 năm trước không chỉ có một người siêu tốc. Harrison đeo vào chiếc nhẫn có hình tia chớp, mở cửa mật thất. Bên trong có chứa một bộ quần áo màu vàng, hắn ta gắn hạt Tasonic lên rồi mỉm cười. Sau sự trở lại của kẻ thù diệt hại mẹ mình, Barry đã quyết định luyện tập để có thể bắt được tốc độ của hắn. Ramon điều khiển máy bay không người lái xả đạn liên tục, buộc anh phải chạy thật nhanh để tránh được nó. Dùng vận tốc kinh người chụp được hỏa tiễn, ném ngược về phía máy bay khiến nó nổ tung, nhưng thế vẫn chưa đủ để đấu với kẻ áo vàng, hay còn gọi là tia chớp nghịch. Lúc này tại một gara xe hơi, cánh cửa bị đông cứng, sau đó một chiếc xe đã tông vào. Bước xuống xe chính là Leonard và đồng bọn chúng không đến đây để cướp, thứ hắn muốn là dụ tia chớp ra. Sau khi đợi 2 phút, Leonard nhận ra anh không đến nên đã bỏ đi. Sau khi cảnh sát đến kiểm tra mất mát gì, Barry xem xét thấy có điểm kỳ lạ, mảnh vỡ cửa sắt đã bị đông lạnh và vỡ ra như mặt kính. Anh nhận ra tên tội phạm tinh vì Leonard đã trở lại, cả hai hiểu ra hắn tạo bẫy để dụ tia chớp. Bên này sau khi bọn chúng trở về, Mick rất tức giận khi Leonard hành động theo cảm tính. Leonard nói thứ hắn nhắm đến là một kiệt tác của đương đại, vừa được mua lại với giá 25 triệu đô và đêm nay nó sẽ đáp tại thành phố này. Trở về phòng thí nghiệm, Harrison ngăn cản Barry giải quyết vụ, thứ anh cần là tập luyện cải thiện tốc độ. Hơn nữa lần trước vì có anh tham gia nên đã gây ra cái chết cho người vô tội. Anh bị thuyết phục, đến tìm chú Joe nói không tham gia vụ án này, để tập trung vào bắt kẻ thù diệt mẹ. Chú ấy đã nói mục đích ban đầu của Barry là muốn giúp mọi người, bảo anh đừng cảm thấy tội lỗi về vụ lần trước, nhưng Barry vẫn nghe lời Harrison không tham gia vào. Sau đó chú Joe về nhà giúp con gái thu dọn đồ đạc, hai cha con đang ôm nhau thì Barry cũng đến. Iris đưa Barry chiếc cặp cũ của anh mà cô vừa tìm được, Joe nhận ra hai người họ không được tự nhiên. Barry đành nói mình đã thổ lộ với Iris, giờ hai người đang cố làm như chưa có gì xảy ra. Sau đó anh giúp ông dọn lại đồ đạc trong phòng. Tại sở cảnh sát, Ramon đang thuyết trình về vũ khí mới của mình. Nó được chế tạo từ khiên chống đạn và những giải giữ nhiệt, tạo ra khả năng vô hiệu các tổn thương bằng băng. Đối lập với súng của Leonard, cậu chứng minh bằng cách bắn súng băng vào chiếc khiên, lập tức hóa giải băng trở về bình thường và bảo vệ người dùng. Chú Joe nói Harrison không nên biến Barry thành người ích kỷ. Bên này anh đến phòng thí nghiệm, Kathleen đang tìm kiếm thông tin về vị hôn phu biết bay của mình. Nhờ Barry mà cô tìm ra được manh mối, đó là thí nghiệm nghiên cứu dung hợp nhiệt năng, nhưng nó dài tận 800 trang nên Barry đã đọc giúp cô. Thí nghiệm này nói về sự chuyển hóa tái tạo cơ cấu, Barry khuyên Kathleen nên gặp trực tiếp Ronnie. Đêm đến hai vợ chồng tỷ phú vừa đáp chuyến bay trở về cùng món đồ vừa đấu giá, thì bị Leonard tập kích, cảnh sát có chuẩn bị trước liền kéo dàn hàng che khiên. Leonard tự mãn xả súng vào mọi người, nhưng chiếc khiên nhiệt khiến súng băng của hắn chẳng có phát dụng gì, vì thế Mick đã mang súng lửa ra. Mọi người bất ngờ với loại vũ khí mới nên bị đẩy lùi, hắn vì quá chủ quan đã bị Joe bắn hỏng súng.
Lennox dùng súng băng tự vệ đưa hắn bỏ trốn. Khi Barry trở về, mọi người ở sở đã bị thương. Chú Joe nói cho anh biết hắn còn có đồng bọn. Barry thấy vô cùng có lỗi vì đã không nghe lời khuyên của chú ấy. Sau khi các bức tranh trở về, bọn chúng lại bắt đầu cãi nhau. Lennox tức điên muốn diệt Mick nhưng hắn cũng không vừa. Cả hai căng như dây đàn. Mick chỉ muốn cướp bóc trở nên giàu có, trong khi Lennox bảo phải hạ được tia chớp để tránh cản trở những phi vụ sau. Mick nghe có lý nên đã đồng ý bắt tia chớp trước. Kathleen tìm đến Ronnie hỏi anh ta về thí nghiệm phi Tom, nhưng vừa nghe tên, anh ta đã lập tức muốn bỏ đi. Cô đuổi theo và nói một người rất quan trọng với mình đang gặp rắc rối, mong Ronnie sẽ giúp. Thế là hai người đã có cuộc nói chuyện ngắn, anh ta nói mình đang gặp nguy hiểm, bởi thí nghiệm của họ bỗng dưng bị quân đội tịnh biên, nhóm trưởng người viết bài với anh cũng mất tích kể từ lúc đó. Trên đường ra xe, Kathleen mải xem lại thông tin thí nghiệm mà không phát hiện nguy hiểm rình rập. Lennox xuất hiện rồi đóng băng xe cô, bắt Kathleen đi. Barry trở về phòng thí nghiệm, Ramon cho biết cậu đã tìm ra nguyên lý hai cây súng băng và lửa đó vốn đối nghịch nhau, nếu để nó chạm vào nhau sẽ có thể triệt tiêu cả hai. Ngay lúc này chú Joe gọi đến báo Kathleen mất tích, còn Lennox cũng truyền hình trực tiếp công bố với mọi người tia chớp có thật, dùng tính mạng Kathleen uy hiếp anh phải ra gặp mặt hắn tối nay. Đêm đến, cảnh sát phong tỏa con đường, còn Barry chạy đến chỗ hẹp, mọi người đã nhìn thấy tia chớp thật sự. Bọn Lennox đi đến bắn về phía anh, Barry nhanh chóng tránh đạn, hắn đóng băng vòi nước chặn đường anh khiến Barry tông chúng ngã mạnh. Harrison bảo anh tìm cách dụ chúng đối đầu với nhau, Mick đi đến bắn nổ chiếc xe anh đang nấp, Barry chịu đau chạy khỏi đó. Chú Joe đang cùng Ramon lần theo máy ghi an ninh, đến nhà kho có nhiệt độ cao nhất vào đêm qua để tìm Kathleen. Hai người đi vào trong, Kathleen cố cảnh báo Ramon nhưng miệng cô bị bịt kín, vì thế cậu vô tình kích hoạt sợi dây khiến bom nổ. May mà chú Joe kịp thời cứu được Kathleen. Bên này Barry chạy lên nhà cao tầng, bọn chúng lại bắn súng lên. Anh chật vật đáp xuống đất thì bị Lennox bắn trúng, đau đớn lăn lộn trên đất. Ngay lúc hắn sắp diệt anh thì Eddie cầm khiên chạy đến bảo vệ. Sau đó Barry tranh thủ mang Eddie ra khỏi nơi nguy hiểm. Harrison bảo anh hãy thử chạy chậm lại, thế là Barry đi thẳng đến chỗ chúng, dính trưởng cả hai luồng băng lửa. Trong lúc ngỡ chiến thắng đã về tay mình, ai ngờ bọn chúng lại phê mình bắn phe ta, hai tên bị đánh trả văng ra đường. Mick ngất đi còn Barry kịp thời cướp vũ khí của Lennox. Eddie và cảnh sát đến áp giải hai tên về đồn. Tại sở cảnh sát, Eddie trao hai cây súng lại cho Ramon, đại úy cũng cảm ơn cậu ấy. Hôm sau ba người đàn ông giúp Iris chuyển nhà, cô ôm cha mình sau đó nói chuyện riêng với Barry, hóa giải sự khó xử của hai người và tiếp tục làm tri kỷ của nhau. Sau khi Iris dọn đi, Barry đề nghị chuyển về đây cùng chú Joe. Trong chớp mắt đã vác hết hành lý, hai người làm vài chai cho bớt buồn. Ngồi tù Mick cằn nhằn đổ lỗi cho Lennox, bỗng dưng bên ngoài phát ra luồng sáng, chiếc xe chấn động dừng lại, cánh cửa mở ra và hắn cười nói chào em gái. Hôm nay Barry phải đuổi theo một nhóm dân tổ, dưới sự chỉ dẫn của Kathleen và Ramon, làm cho họ phải đi đường vòng. Cuối cùng cả ba bị dụ vào cùng một điểm, Barry dễ dàng chế trụ, cảnh sát vừa kịp tới tóm gọn ba thanh niên. Trở về phòng thí nghiệm, Ramon muốn cả nhóm chụp hình cùng nhau, Barry nhấn nút máy ảnh sau đó chạy vào như một cơn gió đã chụp xong. Anh trở về nghe chú Joe nói tờ báo Central City đã mời Iris làm phóng viên, đó là ước mơ bấy lâu nay của cô. Iris mừng rỡ ôm lấy Barry. Bên này Harrison quẻ theo thời vụ, đêm đến đứng lên đi dạo một vòng khắp nhà. Đang bật nhạc chiêu chiêu tưởng tượng thì có cuộc gọi đến, đối phương nói rằng hai ta đều biết ông đã làm những gì. Lão lập tức mang súng ra nhưng một tia chớp đỏ lóe, làm hỏng kính trên trần nhà và kéo lê ông ta một đoạn, sau đó toàn bộ kính đồng loạt vỡ toang. Hôm sau hai người Barry đến nhà gã, Harrison nói mình nhận được một cuộc gọi chọc phá. Harrison nhớ về 2 năm trước, mình đánh cờ cùng một chàng trai trẻ tên Hadley, đó cũng là ngày đầu tiên Ramon đến đây làm việc. Họ đã giới thiệu cậu với Hadley nhưng gã có vẻ xem thường, hiện tại sau khi xem xét Eddie thấy lạ vì không thấy gì khả nghi. Trong khi Harrison ở ngay hiện trường lại không có một vết xước, bấy giờ Barry cũng ghép lại từng mảnh kính vỡ, nhận ra không có vật gì xuyên qua, chúng giống như tự vỡ ra hơn. Harrison đi đến nói đó là Hadley làm, gã là một trong những người thông minh nhất, vốn sẽ thử kế công ty lớn của cha ông mình, nhưng vì thích thử thách nên đã chọn trở thành viên của phòng thí nghiệm. Khoảng một năm trước đã rời khỏi đây vì bất đồng của cả hai. Nay ngày đầu Iris đến tòa soạn tham gia cuộc họp, mọi người có vẻ không thân thiện lắm, còn thứ sếp tổng quan tâm chỉ là những bài viết về tia chớp. Về phòng thí nghiệm của mình, Barry làm thí nghiệm với chiếc ly, vặn cao âm thanh đến một mức độ làm nó vỡ toang. Anh nghĩ Hadley đã dùng âm thanh để làm vỡ kính nhà Harrison. Lúc này chú Joe nói ông ta có điểm kỳ lạ, cho rằng Harrison còn có nhiều điều che giấu. Ngay sau đó Eddie đến cho biết công ty Radaway đang bị tấn công, hai tay phát ra sóng âm làm vỡ kính trên tầng. Cảnh sát chạy đến cũng bị hắn đưa tay làm vỡ kính xe, Barry lao tới đẩy hắn ngã xuống đất. Hadley đã hét lên rằng mình sẽ diệt Barry, anh không để tâm và bất ngờ bị tấn công văng qua cửa kính. À lần bật dậy đến lấy gậy của cảnh sát ném vào người hắn, Hadley nói mình biết bí mật của Harrison,
Barry không nói nhiều còng tay bắt hắn về phòng thí nghiệm, vừa vào gã đã đấu khẩu với Ramon, sau đó bị tống vào nhà giam. Qua xem xét họ phát hiện có những mẫu kim loại trong tay Hadley, hắn đã mất thính giác. Sau đó Harrison gặp riêng chân thành xin lỗi hắn, Hadley nói ông ta đã bỏ rơi mình để chọn tia chớp. Harrison hết cách nên đã nói thật với ba người họ, rằng Hadley đã cảnh báo rủi ro về máy gia tốc, nhưng giờ nghĩ đến tương lai nên ông ta vẫn quyết định cho ra mắt. Điều này khiến Kathleen rất tổn thương, vì sự đánh cược của Harrison đã khiến hôn phu của mình mất mạng. Barry nói ông đã làm mất lòng tin của mọi người. Tại tòa soạn, Iris vô cùng thất vọng và bực bội khi biết thần tượng của mình không như mình nghĩ, lão ta chảnh chọe và xem thường người khác. Ở phòng thí nghiệm, Ramon phát giác ra Hadley cố ý lượn lờ để bị bắt, cậu thông báo cho Harrison rồi chạy ngay đến nhà giam. Bên trong Hadley lôi từ tay mình ra một sợi dây, hắn dán nó lên cánh cửa và bùm một tiếng cánh cửa nổ tung. Ramon vừa chạy đến nên cũng bị nổ cho bất tỉnh, hắn đi lên đánh ngất Kathleen và lấy lại bộ đồ nghề, sao chép đống dữ liệu từ máy tính phòng thí nghiệm. Harrison bèn gọi cho Barry, anh lập tức chạy ngay đến nhưng hắn đã chạy mất. Lát sau Ramon tỉnh lại, Harrison nhớ đến ngày hôm đó, khi Hadley đến gặp ông ta ngăn ông khởi động máy gia tốc, vì nó sẽ làm hại thành phố, lão đã sẵn sàng đánh cược mạng sống của mọi người. Đình chỉ Hadley và uy hiếp nếu nói ra sự thật sẽ cho anh thân bại danh liệt. Sau đó lão cáo giả đã tỉnh lại lòng tin của mọi người, bằng cách mở một buổi họp báo, thừa nhận tất cả lỗi lầm của mình. Trong rất nhiều phóng viên, Harrison chỉ nhận trả lời câu hỏi của Iris, khiến những kẻ xem thường có cái nhìn khác về cô. Trở lại phòng thí nghiệm, bóng đèn chợt nổ, giọng Hadley vang lên, hắn nói mình sẽ không bị lừa bởi những gì ông nói nữa. Bây giờ hắn sẽ dùng người vô tội làm quân chốt để dụ quân đỏ là tia chớp ra. Hadley chọn một con đập đẩy lùi toàn bộ xe trên đó, khiến mọi người sợ hãi bỏ của lấy người. Barry nhận được vị trí của hắn lập tức chạy đi, Harrison dặn anh nên cẩn thận vì hắn rất thông minh. Bên này Hadley điên cuồng hất một chiếc xe và người phụ nữ bên trong xuống dưới. Một tia chớp lóe lên và người phụ nữ được cứu an toàn. Hadley nhìn thấy tia chớp đi đến hất tung hai hàng xe, Barry nhanh chóng đẩy nó xuống sông. Bấy giờ Ramon phát hiện hắn đã đánh cắp dữ liệu về tia chớp, biết được tần số của anh, bảo Barry tránh khỏi đó. Nhưng không kịp nữa, anh đã lao tới cướp đôi găng tay của hắn. Nó bị kích hoạt phát ra âm thanh làm Barry còn quật ngã. Harrison dùng vô tuyến vệ tinh, gửi đến những chiếc xe trên đập một tần số âm thanh đối nghịch với vũ khí của Hadley khiến găng tay gã nổ tung. Sau vụ việc này Harrison nói thêm vài lời đường mật, thế là mọi người lại không mảnh may nghi ngờ lão ta. Barry trao cho lão bức ảnh của mọi người, sau đó đến gặp chú Joe, ông ấy cũng gỡ bỏ hoài nghi với Harrison. Nhưng ngay khi anh vừa đi, Eddie đã đến nói mình điều tra nhà Harrison nhưng chẳng thấy gì, Joe vẫn bảo phải tiếp tục điều tra. Hadley tỉnh dậy thấy mình đang ở trong tù. Hắn không lo sợ còn rất tự tin mình sẽ được thả ra, vì hắn biết Ronnie đang ở đâu cũng như chuyện anh ta gặp phải và cách cứu chữa. Trong mật thất, Harrison sử dụng hạt siêu tốc, dù hệ thống khuyên không nên sử dụng nữa, và lại nó cũng sắp hết tác dụng, gã nói không sao vì ván cờ sắp hạ màn. Trên đường một vụ tai nạn đã xảy ra, khiến chiếc xe lật làm hai người bị nhốt bên trong. Lúc này ánh sáng đỏ vượt qua, người đàn ông nhanh chóng được cứu ra ngoài, nhưng dây điện đứt bén vào xăng khiến chiếc xe nổ mạnh. Anh ta vô cùng đau đớn thì phát hiện người yêu của mình cũng đã được cứu. Trở về phòng thí nghiệm, mọi người cho biết tốc độ của Barry đã cải thiện, anh đã chạy nhanh hơn những lần trước đây và tương lai còn hơn thế. Lúc này Kathleen phát hiện Ramon đang âm thầm tìm kiếm thông tin Ronnie, dù cô đã bảo hãy ngừng lại. Cậu nói Hadley dường như biết chuyện gì đã xảy ra với John, nhưng cô không tin tưởng hắn và muốn chấp nhận sự thật Ronnie đã mất. Giữa đêm, một người phụ nữ đã xuất hiện trước trại giam, ả dùng ống nhòm nhìn vào trong, lập tức dịch chuyển đến hành lang. Sonner đập vỡ các camera. Khi nhân viên chạy đến, ả lại dịch chuyển dễ dàng qua mặt mọi người. Sau đó nhanh chóng tìm ra phòng giam của tình nhân, thoát cái đã ở trong bên trong lồng sắt, Sonner bảo Parker nắm tay mình, sau đó ả dùng ống nhòm nhìn ra ngoài. Họ đã ở ngay trong xe, hai người vui mừng quấn quýt ôm hôn nhau. Sáng hôm sau Joe và Barry đến trại giam để điều tra, Barry tìm thấy một dạng hạt hữu cơ còn sót lại trên sàn và lan can. Joe đã giúp bố anh được đưa ngang qua, để hai cha con có thể gặp nhau trực tiếp. Ở khách sạn Parker hỏi vì sao ả lại có năng lực này. Sonner cũng không biết, chỉ biết mình có thể đi bất cứ đâu miễn là nhìn thấy được. Cô rủ người yêu rời khỏi đây, nhưng gã bảo Sonner hãy mình phải trả nợ cho đàn anh trước. Trong phòng thí nghiệm, Kathleen phân tích hạt hữu cơ và đối chiếu DNA tra ra thông tin của Sonner, một cô gái thích trộm vặt và tiệp tùng. Joe lập tức đi tìm cô ta, còn Ramon đến nhà tù siêu Việt gặp Hadley. Hắn nói vòng vò Tam Quốc nhưng mục đích vẫn là để cậu thả mình ra, nhưng Ramon từ chối và bỏ đi. Bên này Barry đến gặp Iris. Cô nói chắc mình sẽ bị cho thôi việc vì bị bí ý tưởng, anh bảo sẽ giúp Iris tìm đề tài mới. Mà Ramon sau khi cân nhắc đã tạo ra chiếc cổng đặc biệt cho Hadley, dẫn hắn ra ngoài. Joe và Barry đến gặp Henry, ông nói mình tìm được thông tin, Parker thiếu nợ một đàn anh tên Marker và khi ra tù chắc chắn sẽ phải đến thăm hắn.
Đồng thời bên này Hadley chỉ cho Ramon một cái bóng đen in trên tường. Nó là bóng bom sau khi nổ máy gia tốc để lại. Gã bảo nó thuộc về tiến sĩ Martin. Nhưng Ramon thấy không thuyết phục và muốn bắt hắn vào. Ramon bục cho hắn một cái. Nhưng Hadley đâu phải dạng vừa, cũng đấm trả rồi vật cậu xuống đất. Cậu tức giận đi đến muốn đá hắn thì bị hất ngã. Hadley định chạy thì Ramon ấn nút, phát ra âm thanh tần số cao làm Hadley vô cùng đau đớn. Hắn vừa sẽ không chạy trốn nữa và dắt cậu đi tìm bằng chứng, chỉ khi tháo vòng ra cho hắn. Trong phòng thí nghiệm, Kathleen nhận thấy có một vụ cướp ngụy trang, chính là bộ đôi Sonner chặn xe ngân hàng. Parker khống chế nhân viên còn à cướp lấy hai túi tiền. Khi Sonner dịch chuyển đến xe thì Barry cũng đến. À đố anh bắt được mình rồi dịch sang bên kia đường. Barry nhanh chóng chụp được nhưng bị à đạp chân rồi chạy đi. Sau đó cả hai cứ dần lân trên cầu thang. Cuối cùng Sonner nắm lấy Barry rồi dịch chuyển làm anh mắc chân lan can. Nhưng vừa chạy xuống thì Barry xuất hiện. Lúc này anh nhận ra nguy hiểm, đưa tay chụp viên đạn sau đầu. À nhân cơ hội ôm Parker chạy mất. Barry chỉ chảy sức nhẹ trở về phòng. Harrison nói ả có khả năng liên đới lượng tử, điều khiển các phân tử liên kết với nhau trong một không gian vô tận để ông nghiên cứu về điểm yếu. Sau đó Barry đến giúp Iris viết báo, nhưng cô đã có hẹn với Eddie, vì thế anh cùng Kathleen đến quán bar giải sầu. Cô diện một chiếc váy vô cùng gợi cảm, hai người đều có chuyện lòng nên đã uống say sưa. Bên này Hadley cho Ramon xem đoạn băng, lúc tiến sĩ Martin bị nổ rơi, ông ta biến trắng. Trong đám khói đó còn có gương mặt của Ronnie. Vật chất đen đã dung nhập hai người họ với nhau, nên giờ Ronnie không còn là Ronnie nữa. Lợi dụng lúc Ramon đang bị sốc, hắn tháo thiết bị trong tay ra và khống chế được cậu. Còn Kathleen uống say nổi loạn lôi kéo Barry lên sân khấu hát hò, dùng tiếng hát át tiếng bom. Có một cô gái tên Linda đã tiếp cận và cho Barry số điện thoại. Hai người Parker tìm đến đàn anh để trả tiền. Hắn ta lật lọng muốn giết người diệt khẩu, nên em người yêu đã dịch chuyển ra sau lưng ông ta. Marker tán thưởng vô cùng và muốn cùng họ hợp tác. Bỗng dưng cảnh sát xông vào. Trong lúc bắn trả Parker đã bị thương, ả ôm hắn ta dịch chuyển trước mặt Joe. Barry đưa Kathleen về nhà, giúp cô thay đồ rồi dỗ cô ngủ. Sáng hôm sau khi hai người đến nơi, thấy Harrison đang xử án Ramon, cậu ta thừa nhận mình đã để Hadley trốn mất. Kathleen tức giận nói mình đã bảo hãy từ bỏ rồi mà. Ramon nói cậu muốn chuộc lại tội lỗi, bởi chính mình là người đã khóa cửa lại khi Ronnie không kịp. Mọi người hiểu ra và không truy cứu nữa. Harrison phát hiện Sonner chỉ có thể dịch chuyển đến nơi mình thấy được, chỉ cần họ vô hiệu hóa khả năng đó là bắt được cô ta. Lúc này có điện thoại gọi đến, Barry lập tức đến bệnh viện. Thấy bố mình bị tẩn bầm dập trong khi truy tìm thông tin của Marker, ông nói hắn sắp có một vụ cướp tiền lớn nữa. Barry hỏi phủ phạm đã đánh ông, ngay trong đêm Barry đã đưa hắn ra khỏi trại giam khiến gã sợ vỡ mật, lo lắng phờ gì thêm 10 năm nữa nếu phát hiện trốn ngục. Barry bảo hắn cho biết phi vụ tiếp theo của Marker, đó là một xe tải ngân hàng liên bang lên hàng triệu đô vào 8 giờ tối. Sau đó Barry biến mất để lại cho hắn thêm 10 cuốn lịch. Bên này xe chuyển tiền đang vận chuyển thì Sonner xuất hiện từ bên trong lấy tiền, sau đó trở về xe Parker rồi lái đi mất. Lập tức một ánh sáng đỏ chạy đến chặn đầu xe chúng. Sonner bước xuống rút vũ khí liên tục quật vào người Barry. Anh tránh lấy tranh để ôm được ả. Sonner dịch chuyển lên trên đạp một công nhân rơi xuống. Ngay khi ả bỏ trốn, Barry đã lao đến quật Sonner văng vào tường. Parker tông xe đến ả lập tức lên xe. Harrison nhắc Barry chặn tầm nhìn của ả. Anh nhặt cờ lê đập vỡ đèn đường và cả đèn ô tô. Khi Barry đến gần thì hắn đã bỏ Sonner lại rồi chạy mất. Thế là ả bị nhốt vào phòng giam siêu viện. Hôm sau tia chớp hẹn Iris ra, cho cô thông tin về vụ vượt ngục để viết báo. Sau đó anh chạy đi nhưng đã bị Iris nhanh tay chụp được. Rồi Alan đã thử hẹn hò với Linda khi anh đến bệnh viện thăm cha mình. Henry đã nói về tia chớp trong bài báo. Sau khi sâu chuỗi lại sự việc, ông có vẻ đã nhận ra đó là con trai mình. Dưới đường ống, hai nhân viên đến xem xét hệ thống nhìn thấy một bức tường viết đầy tên Grad. Từ phía sau một sinh vật đầy lông lá xuất hiện bắt lấy một người, người còn lại cũng chạy không thoát bị nó kéo đi. Hôm nay Barry bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên với cô phóng viên thể thao Linda, anh tặng cho cô nàng bông hoa sau đó hai người đi ăn tối. Barry phát hiện cô nàng có khả năng ăn ớt siêu cay, lúc này Ramon gọi đến bảo có một vụ cướp, Barry chỉ đành phi thân đi giúp nạn nhân và kịp trở về trước khi Linda quay lại. Trên đường trở về hai người thấy hợp nhau, sau đó lại có điện thoại từ chú Joe, nói có một người đàn ông định tự tử. Eddie còn can ngăn bên dưới, thì ông ta đã được đưa xuống cạnh anh rồi. Đồng thời giáo sư Quentin vừa rời khỏi phòng làm việc thì gặp Ronnie. Gã nói mình là Martin, bạn học cũ của ông, cần Quentin giúp đỡ. Ông ấy còn chưa kịp hỏi gì thì Ronnie đã bốc cháy rồi nổ mạnh. Hôm sau Barry và hai người Kathleen đến quán cà phê. Ramon nhận được một cuộc gọi nên rời đi, người gọi là chú Joe. Ông muốn cậu giúp mình điều tra lại hiện trường vụ án mẹ của Barry. Tại nhà cũ của họ, nơi đây được mua lại bởi một người phụ nữ đơn thân. Bà ta có vẻ ưng chú Joe nên đã vui vẻ cho họ vào nhà. Trong phòng thí nghiệm, tiến sĩ Harrison cho rằng, theo thuyết tiến hóa khi hai người Ronnie và Martin dùng hợp đã phát huy hết khả năng bằng cách dùng cơ thể của Ronnie và bộ óc của Martin.
Khi nhìn thấy hình ảnh Martin trên màn hình, Barry đã rất ngạc nhiên, vì đó là người mà anh gặp trên tàu vào tối hôm khởi động máy gia tốc hạt, cả hai người còn có một cuộc nói chuyện về khoa học với nhau. Vì thế ba người quyết định đến tìm Lakitsa, vợ của Martin. Khi bà ấy trông thấy tấm ảnh của Ronnie, nhận ra đây là người xuất hiện một tháng sau khi chồng bà mất. Quay lại một tháng sau vụ nổ, Martin lang thang trên phố, ông cực sốc khi thấy mình mang một khuôn mặt lạ lẫm. Ông tìm về nhà và nhận mình là Martin, nhưng Lakitsa đã rất sợ hãi và gọi cho cảnh sát. Đoán ông ta sẽ quay lại để thăm vợ, hai người Harrison quyết định ở đây để chờ, còn Barry đi đến cuộc hẹn với Linda. Anh mời cô về nhà chơi, cô nàng chủ động muốn cùng anh sập sình tại nhà. Bên này một ngọn lửa đáp xuống nhà Lakitsa, Kathleen đành phải gọi cho Barry. Anh bỏ lại Linda chạy vội đến, muốn thuyết phục Martin nhưng ông ta tức giận nổi lửa tấn công anh, Barry lao đến ngăn ông ta. Martin phát lực mang cả hai bay lên trời, sau đó đánh anh rơi xuống dưới, may mà Kathleen kịp thời chạy ra nên Ronnie dừng tay và bay đi mất. Bên nhà Barry, Ramon dùng siêu ánh sáng để dò tìm, nhưng thời gian quá lâu nên chẳng còn sót lại gì. Sau đó chú Joe phát hiện, chủ nhà này vẫn giữ lại chiếc gương cũ của gia đình Barry, họ xem xét và nhận ra phía sau nó có lớp ni chát bạc, thường được dùng trong chụp ảnh. Ramon sử dụng máy chiếu để phơi sáng lại hình ảnh hôm đó, nhìn thấy Nora và hai chiếc móng xoay quanh bà ấy, sau đó họ nhìn thấy một vết máu khác dính trên tường, chú Joe đoán có thể là máu của một trong hai tên siêu tốc độ. Hôm sau Barry đến tìm Linda, anh xin lỗi cô về chuyện bỏ đi giữa chừng, còn chưa được tha thứ lại có nhiệm vụ mới. Barry cùng Kathleen đến gầm cầu và tìm thấy Ronnie ở đó, ông ta không chịu nói chuyện với họ cho đến khi gặp Lakitsa, bà khuyết phục Martin đến phòng thí nghiệm để Harrison giúp đỡ. Còn bên Iris này gặp Linda, cô nói giúp Barry vài lời, vô tình khiến Linda biết được Iris là tình đơn phương của anh. Linda thẳng thừng chia tay với Barry, anh vội tìm Iris và nói mình không còn tình cảm gì với cô nữa. Sau đó tìm đến Linda, ăn trái ớt cay nhất thế giới để chứng tỏ tình cảm của mình, và làm cô ấy hết giận. Ở phòng thí nghiệm Harrison phát hiện, cơ thể Ronnie từ nguyên tử của Martin gây nên phản ứng tỏa nhiệt, nếu thân nhiệt vẫn tiếp tục tăng trong vài giờ nữa, anh ta sẽ biến thành bom hạt nhân. Harrison muốn hy sinh hai người họ để cứu thành phố, còn Kathleen lại không muốn lần nữa mất Ronnie, nên hai bên đã xung đột ý kiến. Những lời này Martin đều nghe thấy, nên khi Harrison tìm ra cách tách phân tử hai người họ, ông đã tự mình đi đến ngoại ô thành phố. Vì thế Barry chỉ có thể mang theo Kathleen đi tìm ông ta. Bên này Ramon nhận ra Harrison rất máu lạnh, nên đã đồng ý giúp Joe điều tra. Ngay khi Martin sắp kết liễu, hai người Kathleen kịp thời chạy tới. Cô thuyết phục Martin và đặt bộ ghép lượng tử vào người anh. Ngay sau đó Ronnie vẫn phát hỏa. Barry vội mang cô chạy đi, trước khi đám mây hình nấm xuất hiện cuốn bay mọi thứ. Barry và Kathleen bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nhưng không sao, nhận thấy không có phóng xạ nên hai người quay trở lại. Nào biết người lửa vẫn còn sống và trở về Ronnie. Bên cạnh đó Martin cũng đi tới, cả bốn người quay về phòng thí nghiệm. Tại căn cứ đại tướng Aling phát hiện có một vụ nổ nhiệt hạch, ông ra lệnh trung sĩ mang bão lửa về cho mình. Trong đêm quân đội đã đến đó nhưng chỉ thấy hai dấu vết va chạm. Bên này sau khi kiểm tra Martin quay về nhà, hai vợ chồng thế là đoàn tụ. Chú Joe dẫn Barry về nhà cũ của mình, cho Barry xem ảnh chiếu từ chiếc gương của ba anh. Barry nhìn thấy mẹ mình, xung quanh và có hai cái bóng đang giao đấu. Chú Joe nói vết máu trên tường thuộc về Barry hiện tại, dường như anh đã cố ngăn tên Việt Vàng để cứu mẹ mình. Cả ba tìm đến và nói với Harrison về khả năng du hành thời gian, ông ta nói đó chỉ là lý thuyết. Ramon gợi ý cho chắc nên đến hỏi Martin. Barry đến nơi được Harrison cho biết, Martin đã trở nên kỳ lạ vì bỗng dưng yêu thích bánh pizza, vì thế Barry nhanh chóng mang về cho ông ấy một cái, chiếm được thiện cảm và được cho vào nhà. Anh hỏi về bài viết 25 năm trước Martin nói về du hành thời gian, tiến sĩ vạch ra bằng nghiên thú của mình, vô cùng hứng thú giải thích cho anh nghe. Lúc này Barry nói cho ông biết chuyện của mình, Martin cho rằng đó là tác dụng phụ của tốc độ, một ngày nào đó khi anh đủ nhanh, sẽ tạo ra một dòng thời gian, không gian liên tục như anh du hành thời gian. Biết điều này Barry lại càng suy sụp, rõ ràng anh đã có thể trở về nhưng vẫn không cưới được mẹ. Kathleen lúc này đang hẹn hò với Ronnie, anh muốn họ đổi công việc để có cuộc sống bình thường, nhưng cô không muốn công việc này vì có thể giúp đỡ mọi người. Cuộc nói chuyện chưa đến đâu thì quân đội đã bắn thuốc mê vào trong, cả hai vội núp xuống bàn. Ronnie giúp người yêu chạy đi, nhưng tới lượt anh vừa ra ngoài đã bị Aling bắt giữ. Trong khi đó tại nhà Martin, ông cảm thấy sợ hãi và nói ra chính xác chỗ Ronnie đang ở. Ngay lập tức tia chớp lao đến, hất bay hết nhóm lính. Nhưng lão cáo già Aling bình tĩnh, ném lên một cục sắt chứa các mảnh siêu nhỏ bị hút bởi động năng, nó bám vào người khiến anh vô cùng đau đớn. Ngay khi lão ta muốn bắt cả hai thì Kathleen lái xe tới cứu. Về phòng thí nghiệm, cô giúp Barry như con nín, gỡ những mảnh kim loại. Martin cũng đến đây. Sau khi kiểm tra cho thấy sóng não của hai người họ đã đồng bộ hoàn toàn, ông phải ở lại để theo dõi thêm. Ở tòa soạn Mason nghi ngờ Harrison, ông cho rằng máy gia tốc hạt nổ không đơn giản là tai nạn, muốn Iris giúp mình âm thầm điều tra.
Bên này Barry chở đôi tình nhân số cổ đến nhà mình ở tạm. Iris vừa trở về bắt gặp nên họ nói dối đó là anh họ của Kathleen. Harrison sau khi quay về phòng thí nghiệm đã mời Martin rượu chứa thuốc gây mê, sau đó giao nộp ông cho đại tướng. Cấp trên tìm thấy tấm ảnh Kathleen bị tấn công trong quán cà phê, nên đã nhờ Iris điều tra. Cô nàng xem lại những bài viết của mình và nhận ra người bốc cháy đó chính là Ronnie. Mà ở phòng thí nghiệm Harrison nói đại tướng đã xông vào bắt Martin, Barry đề nghị dùng John để tìm ra vị trí của ông ấy. Ở căn cứ phân sự 27, Ailing nói muốn dùng nghiên cứu bão lửa để cường hóa cho quân đội của mình, khiến họ có thể tạo ra lửa và bay. Martin nhiệt liệt phản đối nên đã bị lão trích điện tra tấn, lập tức Ronnie cũng hứng chịu nỗi đau tương tự. Anh đã dùng mảnh thủy tinh khắc lên tay mình để bên này, tay Martin có thể nhìn thấy chữ. Martin hiểu ý dùng mã mót để truyền tin cho mọi người, Ronnie đề nghị đi cùng với Barry. Ramon trao cho anh bộ ghép lượng tử để phòng hai người họ lại nhập vào nhau. Tia chớp mang anh đến đó, Ronnie cảm thấy có một sự liên kết cực mạnh với giáo sư. Harrison nói ở gần họ có thể lại nhập vào nhau. Ronnie cảm thấy Martin sắp bị diệt nên đã báo cho Barry vào cứu ông ấy. Khi anh lấy được Martin ra ngoài thì bị trúng đạn phát pho. Barry cần chạy thật nhanh để tạo ra chân không chống lại nó. Chỉ còn hai người Martin chạy vào rừng. Trước khi bị bắt, Ronnie đề nghị hai người nhập lại lần nữa. Anh gắn bộ ghép lượng tử vào ngực mình. Lần này hai người không cố chống lại nhau, Ronnie dễ dàng hóa thành người bốc cháy. Với sự chỉ dẫn thông minh của Martin đã chống trả bọn chúng. Nhưng ngay khi đối diện với Ailing, thì đã bị hắn ném lựu đạn ion khiến cấu trúc tế bào bị phá vỡ. Lão định bắn chết hai người, may mắn tia chớp kịp thời đến ngăn lại. Ba người trở về phòng thí nghiệm, hai người kia có tách ra một lần nữa. Martin muốn đến chỗ bạn mình để tìm hiểu thêm về năng lực. Họ đã tạm biệt hai người phụ nữ của mình để rời đi. Đêm đến Iris gặp Ailing tại quán rượu. Sau khi hỏi vài điều, cô xác định người bốc cháy là Ronnie. Hôm sau Iris đồng ý với sếp sẽ giúp ông điều tra phòng thí nghiệm của Harrison. Về phần Barry đang cùng Joy đến thăm lại nhà cũ, cậu nghĩ lần này mình sẽ thay đổi được quá khứ. Khu quân sự đèn chợt tắt và đại tướng bị vệt vàng lôi đi. Khi hắn mở mặt nạ ra chính là Harrison. Hắn thừa nhận mình cũng là một người siêu việt. Sau đó gọi ra một sinh vật to lớn tên là Grad. Ailing sợ hãi bị nó kéo đi. Một ngày nọ Barry hẹn hò với Linda tại khu vui chơi. Cả hai tình cờ gặp cặp đôi Iris. Cô hồn nhiên rủ họ chơi bowling. Sự quan tâm quá mức Iris dành cho Barry đã khiến Linda và Eddie khó chịu. Đồng thời tại nhà xác lúc này, Denmark xuất hiện hỏi danh tính cảnh sát đã diệt em trai ma đơn của mình. Sau đó dùng năng lực ngưng tụ băng hạ bác sĩ pháp y. Hai người Ramon đang ở phòng thí nghiệm xem phim thì có tin báo động ở nhà xác. Eddie và Barry cũng vội chạy đi làm việc. Khi chạy một đoạn, Barry có cảm giác như thể một bản sao của mình cũng đang chạy cùng. Anh hốt hoảng dừng lại tìm kiếm nhưng không thấy ai. Tại diện trường, Barry tìm thấy những mẫu đá vụn và rất nhiều nước, cùng với vết bầm trên người nạn nhân. Anh kết luận ông ta bị mưa đá diệt. Eddie mang đến một đoạn ghi âm. Barry nói với Harrison chuyện đêm qua mình gặp. Ông ta cho rằng đó chỉ là một ảo ảnh vật lý vật tạo thành. Anh nên tập trung vào giải quyết chuyện của Mark. Tại sở cảnh sát, vì sợ nguy hiểm tính mạng Joe, cảnh sát trưởng đã giao nhiệm vụ này lại cho thanh tra khác. Joe cũng dặn hành ở Barry không được nói chuyện này cho Iris. Trên xe hai người họ đang trò chuyện thì đột nhiên mưa như chút nước. Khi Joe bật radio lại nghe thấy hôm nay là một ngày đẹp trời, họ nhận ra nguyên nhân là Mark. Ngay lập tức hắn điều khiển một Kia Sét đánh xuống xe họ. Barry chớp mắt lôi chú Joe ra ngoài. Ở tòa soạn, Mason cho Iris xem ảnh về vụ mất tích của Simon, trong đó người cuối cùng ra khỏi nơi làm việc của ông ta là Harrison. Lát sau Iris chạm mặt Linda, cô lên tiếng xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc hẹn của họ. Linda đã vạch trần trong lòng Iris cũng thích Barry. Nói chúng tim đen khiến Iris rất sốc, tạm thời bỏ qua chuyện một bên mà gọi Barry tới giải quyết vụ án Simon. Barry vẫn một mực khẳng định Harrison là người tốt, còn Ramon lúc này đã tạo ra một thiết bị gọi là gậy thủy thủ. Nó là cột thu lôi di động có thể làm chậm tốc độ sử dụng năng lực của Mark. Barry nói với hai người về chuyện Iris đề cập, nhưng hiển nhiên cũng chẳng ai tin. Khi Ramon mang cột thu lôi đến cho chú Joe, từ thang máy thì trông thấy Mark, cậu vội gọi cho Barry. Joe cố câu giờ để lấy gậy thu lôi, nhưng lập tức bị hắn ta hất bay. Mọi người chĩa súng về hắn, Mark chỉ cần đưa hai tay lên đã tạo nên gió lớn làm vỡ tung tất cả cửa kính. Sau đó hắn điều khiển Sét đánh tới, xin cứu Joe mà bị lãnh đạn. Lúc này Barry chạy tới dùng gậy thu lôi hút hết năng lượng của hắn, Mark dùng không được hoảng sợ bỏ trốn. Barry lập tức mang Sinh đến bệnh viện. Tại phòng thí nghiệm, Ramon nói cho Kathleen nghi vấn của mình. Đêm vệt vàng thoát ra được hệ thống ngăn chặn, cậu kiểm tra thấy nó không hề bị lỗi. Ramon nghĩ Harrison đã động tay với cái máy này. Kathleen không tin lắm nhưng vẫn đồng ý giữ ông ta ở bên ngoài vào sáng mai. Tại bệnh viện, Sinh được chẩn đoán bị liệt nửa thân dưới, có khả năng não bộ không hoạt động được như trước đây. Chú Joe tự trách và muốn tự mình đi giải quyết Mark, bảo Barry ở lại bảo vệ Iris. Ông tìm đến chỗ ẩn náu cũ của hai anh em hắn và gặp Eddie ở đây. Hai người đi lục soát từng phòng,
Đột nhiên một cơn gió lớn kéo Jay ra ngoài cửa sổ. Khi tỉnh lại, ông đã bị đánh gãy chân và bị trói trên tàu. Barry lúc này đến tòa soạn tìm Iris nhưng lại gặp Mason. Ông ta nói mình có bằng chứng việc làm của hắn, sẽ đăng báo vào chủ nhật tuần này. Anh trở về nhà gặp Iris, cô nàng nhắc đến chuyện của Linda. Chuyện Jay bị bắt không thể giấu Iris nữa, Eddie nhanh chóng lập đội đi tìm Jay. Mark gọi đến cho Iris địa chỉ, bảo cô đến đó và không được nói cho cảnh sát. Đồng thời Kathleen đang cố câu giờ cho Ramon, nhưng Harrison dường như phát hiện và muốn quay trở về. Khi Kathleen quay lại, ông ta đã biến mất. Ramon lúc này dùng máy chiếu và phát hiện bên trong lồng có một ảo ảnh của vệt vàng. Ngay lúc này Harrison đứng ngay sau lưng Ramon. Trên đôi chân của mình, gã thừa nhận mình là vệt vàng và có một di ảnh ảo tốc độ cao. Harrison bảo mình đến đó để diệt Barry, hắn cần tia chớp để có thể quay về đúng với thời gian của mình. Ramon nói mình sẽ giúp ông ta trở về, nhưng vẫn bị Harrison dùng tay không hạ gục. Bên này Mark tạo ra sóng thần đổ ập vào thành phố. Đứng trước nguy hiểm, hai người Barry và Iris đã nhận ra mình vẫn luôn yêu thầm đối phương. Sau đó Barry gọi hỏi Kathleen cách ngăn chặn sóng. Anh phải dùng tốc độ tạo ra một rào cản có thể làm suy giảm năng lượng của sóng thần. Tình thế cấp tách, Barry đã hóa tia chớp trước mắt Iris. Anh chạy qua chạy lại trên bờ biển để tạo ra một rào cản. Bỗng dưng anh thấy mình trở lại cái đêm nhìn thấy dự ảnh, sau khi trở lại vài ngày trước đó. Còn chưa hiểu gì đã nghe Ramon liên tục giục mình đến nhà xác. Barry đến nơi, khung cảnh vẫn y như trước đây. Cậu quá đỗi ngạc nhiên nên đã nói trước những việc sắp diễn ra, thật sự đều giống như quá khứ. Lúc Barry trở về phòng thí nghiệm, vì các phản ứng kỳ lạ của anh mà Harrison nhận ra, lão kéo anh vào phòng và hỏi Barry đã đảo ngược thời gian bằng cách nào. Anh nói mình cố chạy nhanh hơn bình thường thì bị như vậy. Sau đó lão đi vào mặt thắt xem lại tương lai, thở phào khi thấy nó chẳng bị thay đổi gì cả. Barry khi về sở cảnh sát nhìn thấy sinh, nghĩ đến cảnh ông ấy đỡ đạn cho chú Joe mà suýt chết, anh đã làm trái lời của Harrison, chạy đến hang ổ của Madden và tìm được hắn. Barry vác Mark vào nhà giam cho người siêu viện, điều này khiến Harrison trách cứ vì Barry đã làm thay đổi dòng thời gian. Ông ta nói rồi chuyện tồi tệ hơn sẽ xảy ra, khi có việc trong quá khứ bị thay đổi. Tại một nơi khác, Leonard và Mick đã quay trở lại Central City, hắn tấn công một băng nhóm và khai trừ thủ lĩnh. Barry đang tập chạy, mặc dù anh đặt lại vận tốc của ngày hôm đó, nhưng dòng thời gian vẫn không có gì xảy ra. Harrison vẫn rất tức giận vì anh đã bắt Madden. Lúc này chú Joe cũng đến. Ông ấy nghi ngờ Barry vì hành động kỳ lạ gần đây, nhưng anh chỉ còn cách giấu đi. Sau đó Barry đến cuộc hẹn với Linda, cô nhận ra anh vẫn không quên được Iris nên đã đề nghị chia tay. Hai người vẫn làm bạn bình thường. Đêm đó Barry tìm đến Ramon để uống vài chén, kể cho cậu ta chuyện tình cảm của mình. Lúc này xuất hiện một cô gái, Barry cứ tưởng cô ta mời mình nhưng không, cô ấy để ý Ramon. Barry quê quá là quê biết điều rời đi. Sau khi biết cô gái tên Lisa và là một kỹ sư công trình, hai người nhanh chóng tiến tới một nụ hôn, cậu được cô ta đưa về nhà. Ai ngờ Leonard và Mick phục sẵn, hắn yêu cầu Ramon phải chế tạo lại súng cho bọn hắn, dĩ nhiên là Ramon từ chối. Nhưng Mick đã bắt anh trai cậu để uy hiếp, vì thế Ramon đành phải chế tạo súng cho bọn chúng. Cậu cố thay đổi một số thứ nhưng bị Leonard phát hiện. Rốt cuộc chúng cũng có thứ mình muốn, còn bắt Ramon phải tạo thêm một cây súng nữa cho Lisa. Hôm sau Barry đến buổi hẹn với Iris, anh chàng tự tin tỏ tình với cô, khẳng định Iris cũng thích mình. Không những ngạc nhiên vì nói sai, còn bị cờ rút từ mặt nói chỉ yêu Eddie. Barry thất vọng quay về phòng thí nghiệm khi hay tin Ramon mất tích. Đúng lúc chú Joe gọi đến cho biết Leonard đã trở lại, bọn chúng đi gặp ông trùm tại Casino Santini. Chưa kịp xả súng đã bị Lisa bắn, ông ta bị đông thành một bức tượng bằng sáng chói. Một cuộc đọ súng lập tức diễn ra. Ngay khi Leonard muốn thổi bay tất cả thì tia chớp đến. Anh xúi mọi người ra khỏi đó và bắt em gái hắn uy hiếp. Leonard đắc ý nói Ramon đang nằm trong tay mình, Barry bởi đó đành phải thả bọn chúng đi. Sau khi cảnh sát đến, chú Jay hỏi nguyên nhân thì biết Ramon đang em trong danh sách con tin của hắn. Bỗng dừng khi ấy Eddie đến cho Barry một cú đấm trời giáng, tội dám mon men đến bạn gái của mình. Trở về phòng thí nghiệm, Barry thừa nhận mình đã sai khi thay đổi những chuyện xảy ra trong quá khứ. Dù vậy anh vẫn sẽ cố gắng để quay lại mấy năm trước với mẹ mình. Harrison bảo nếu vậy thì nhiều người khác sẽ chết. Anh em Ramon nhận thấy bọn Leonard không muốn thả mình. Trước thời khắc nguy hiểm, Dante thừa nhận với em trai rằng mình luôn chơi xấu với cậu, chẳng qua là do ganh tị. Ramon có thể dũng cảm làm những điều mình thích, còn anh ta lại phải nghe theo lời gia đình. Sau đó Dante làm gãy chân bàn, dùng nó tấn công Mick, nhưng còn chưa đến đã bị hắn đánh gục. Ramon cũng cố chống chảy nên bị hắn đánh suýt chết. Leonard cản lại nói sẽ thả họ về, với điều kiện phải khai ra danh tính tia chớp. Ramon nói mình không biết, hắn tứ giận tra tấn anh cậu. Tại phòng thí nghiệm hai người Kathleen đang tìm cách cứu Ramon. Khi thấy cậu trở về, Ramon vô cùng áy náy vì đã khai ra Barry là tia chớp, đã quyết định rời khỏi đây. Trong lúc Ramon thu dọn đồ đạc, Harrison tìm tới. Ông ta gợi lại những kỷ niệm và khoảng thời gian sát cánh bên nhau, muốn giữ cậu lại.
Lúc này có tin Leonard đang đuổi theo xe chở tiền của casino. Nhóm ba người bọn hắn lái mô tô đuổi theo phía sau, không may bị bảo vệ phát hiện. Ông ta cho vệ sĩ trên xe xả súng, Lisa bắn đạn vàng hạ được một người. Sau đó Mick phun lửa vào bánh xe khiến chiếc xe chao đảo. Khi Leonard định diệt hết mọi người thì tia chớp đến. Em gái hắn không trụ được tay lái nên đã ngã xuống, kéo theo Mick. Barry đưa hắn vào trong rừng, Leonard dọa sẽ công bố danh tính thật sự của tia chớp cho toàn thế giới. Barry nói hắn chỉ cần không giết người, tránh xa người thân cùng bạn bè của mình ra thì sẽ thả hắn ta đi. Sau một hồi suy nghĩ, Leonard đã đồng ý, Barry bỏ lại hắn ở đó và đi mất. Trong đêm, Mason đang soạn bài báo về các bằng chứng cho thấy Harrison đã diệt Ramon. Khi điện đóm tắt hết, vệt vàng xuất hiện và tấn công ông ấy, diệt chết ông ta và lấy đi ổ cứng trong máy tính. Tại phòng thí nghiệm, Barry muốn hỏi Harrison về chuyện của Ramon. Nhìn thấy tin Mason đã mất tích, điều này khiến Barry bắt đầu nghi ngờ. Anh đến gặp chú Joe, nói có thể ông ấy đã đúng về nghi vấn đối với Harrison. Sự nghi ngờ đối với Harrison khiến Barry và chú Joe bắt đầu điều tra. Anh lập một hồ sơ những điều họ biết về Harrison. Chú Joe nói thứ họ cần bây giờ chỉ là kiên nhẫn. Lúc này ở công viên thành phố, mọi người háo hức thấy một đám khinh khí cầu nhỏ mang theo những món quà bay xuống. Ngay khi nó chạm mặt đất thì sự việc kinh khủng đã xảy ra. Hóa ra món quà đó chính là bom dù. Mọi người sợ hãi chạy loạn, chỉ mỗi cậu bé này không biết gì còn đưa tay ra đón lấy. May mà Barry trên tòa nhà nhìn thấy, hóa thành tia chớp kịp thời cứu cậu bé khỏi nguy hiểm. Ngay sau đó một tên mang mặt nạ phát trực tiếp, một kẻ phản xã hội tự xưng là Trickster, người sẽ mang hỗn loạn đến cho thành phố. Xem được tin này, chú Duy nhớ ra 20 năm trước cũng có một loạt tấn công khủng bố, thủ phạm cũng nói y hắn ta. Ramon lập tức chiếu thông tin của gã lên màn hình, hắn tên thật là Jesse, đang ở tù chung thân tại nhà giam E-Zone 2. Chú Quét quyết định cùng Barry đến nhà tù để điều tra thêm. Hai người Barry lúc này đã đến gặp Trickster đời đầu. Barry hỏi hắn thành phần trong bom dù, nó cùng loại với cuộc khủng bố của lão 20 năm trước. Acel lúc này mới bàng hoàng vì gã chưa từng chia sẻ công thức cho ai. Chú Joe cho lão xem đoạn băng ghi hình của Trickster. Jesse tức giận quyết định cho họ biết căn cứ trước đây của mình. Bên này Iris lo lắng nói người yêu sự mất tích của Mason, muốn anh giúp mình tìm người, nhưng Eddie nghĩ ông ấy đã công tác xa. Hai người Barry cũng tìm đến căn phòng cũ của Jesse, nhưng khi cửa mở tai thính nghe thấy tiếng tích tắc, anh lập tức ôm chú Joe nhảy ra ngoài trước khi bom kịp nổ. Khi họ vào xem mọi thứ bên trong đã bị lấy đi, hai người quay lại nhà tù. Barry ghé sang thăm cha, mình sắp điều tra được chân tướng rồi, ông hãy kiên nhẫn đợi thêm. Chú Joe hỏi Jesse chứa thứ gì trong hầm, lão bảo đó là một quả bom có thể tiễn người xem chùa về lòng đất mẹ. Lúc này Ramon gọi đến báo tin Trickster vừa đăng vlog, dọa nổ tung cả thành phố. Joe cho Jesse xem video của hắn, Jesse nổi điên la hét ông xòm. Về phòng thí nghiệm, Ramon không thể tìm được vị trí của hắn, Jesse đã dùng công nghệ giả mỏ địa chỉ. Sau đó Barry nhận được tin nhắn từ Iris nên đã rời đi, cô nói đồng nghiệp mình đã mất tích, xin anh hãy tìm kiếm ông ấy giúp mình. Lúc này Trickster lại phát trực tiếp, hắn giới thiệu một quả bom siêu to đùng trên sóng truyền hình, tiết lộ nó nằm đâu đó trên đường 52 và Avon Tup. Harrison đoán đây là một trò lừa, nhưng Barry bây giờ không thèm tin ông ta mà vẫn tiếp tục tìm kiếm. Sau khi chạy thêm vài vòng anh tìm thấy chiếc thùng đó, nhưng bên trong trống rỗng, đúng là một trò đùa. Tên Trickster lúc này đi đến đường hầm bên dưới, cho nổ nhà giam và cứu tên Jesse. Chúng còn bắt theo một con tin, đó chính là bố của Barry. Hóa ra bọn chúng đã thư từ và lập ra kế hoạch này từ trước. Acel vô cùng ngưỡng mộ Jesse, hỏi tại sao lão lại chọn mình. Lúc này gã mới biết hóa ra Jesse chính là cha ruột của mình. Tại phòng thí nghiệm chú Joe tìm ra danh tính Acel, Barry vẫn đang đắm chìm trong nỗi lầm. Chú Joe nói Henry sẽ an toàn, nhưng Barry đang rất mâu thuẫn khi phải tin tưởng một kẻ tình nghi đã giết mẹ mình. Đồng thời tại buổi quyên góp của thị trưởng, Iris cũng được mời tham gia. Hai cha con Jesse cũng giả dạng thành bồi bàn bưng rượu. Jesse bỗng lên bục phát biểu, mọi người đang hoang mang con ngan thì lão tháo tóc giả tự xưng mình là Trickster, con trai Acel cũng lôi hẳn súng ra. Chúng tiết lộ trong rượu mọi người vừa uống có chứa chất kịch độc, sẽ phát tán trong vòng 1 giờ. Thình lình một người đàn ông đã sủi bọt mép chất ngay tại chỗ. Jesse uy hiếp quan khách chuyển hết tài sản qua số thẻ cho mình. Iris nhân đông người gọi đến cho bố, khiến mọi người nghe được lời đe dọa từ lão ta. Ramon giúp tìm ra vị trí của Iris trong khi tia chớp chạy tóm Jesse, con trai lão tranh thủ cài bom vào người anh. Đó là một quả bom động lực, chỉ cần Barry chạy chậm dưới 600 dặm nó sẽ phát nổ. Harrison nói chỉ còn cách chạy xuyên qua bức tường, khi Barry dừng ở tần số tự nhiên, nó sẽ giúp anh đồng bộ có thể đi xuyên qua vật thể. Không còn cách nào khác, Barry đành làm theo, anh cảm nhận tia chớp rồi lao vào một chiếc xe container, quả bom thật sự bị vướng lại, ngay lập tức nổ tung. Barry chạy ngược nhanh trở về tiêm thuốc giải vào cho mọi người, Jesse lấy tính mạng Henry ra uy hiếp. Lúc này tại chỗ ông ấy ngồi bị cài một cái bẫy chứa đầy dao, nhưng so với tốc độ của Barry thì thua xa,
anh nhanh chóng cứu được cha mình, cũng thẳng thắn tiết lộ mình là tia chớp. Henry vốn đã nghi ngờ từ lâu, hai cha con vui sướng ôm lấy nhau. Anh dắt ông ấy đến phòng thí nghiệm, Henry gặp gỡ mọi người. Đặc biệt biết ơn tiến sĩ Harrison đã giúp đỡ con trai mình, khiến Barry càng thêm bực bội. Đêm đến chú Joe gọi Eddie đến để Barry công khai thân phận thật của mình. Eddie ngạc nhiên há hốc mồm. Họ cần Eddie giúp mình nói dối chuyện Mason với Iris, bởi nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cô ấy. Eddie nói điều tra được ông ta đang nghỉ dưỡng tại Brazil. Barry nói khi Harrison chỉ anh cách xuyên tường, cảm giác như đó là kinh nghiệm của ông ta vậy. Anh cho rằng ông ta chính là kẻ mặc đồ vàng, tia chớp đảo nghịch. Thời gian sau, Central City ngày càng xuất hiện nhiều tội phạm, nhờ có Barry mà việc chạy deadline của hai chú cháu dễ như ăn cháo. Thoáng chốc đã mang vào xe thêm một tên tội phạm, bọn cướp ngân hàng vừa ra tới cửa cũng bị Barry cướp súng, Eddie lại lập công. Bên cạnh đó, tiến sĩ Kang vừa tan làm, chuẩn bị lái xe về nhà thì phát hiện tiếng động lạ. Ngay sau đó một đàn ong bay vào và đốt chết cô ấy. Sáng hôm sau ba người đã có mặt tại hiện trường, không tìm thấy nọc độc nào, nhưng nạn nhân lại bị cắn thủng cả người. Barry đem đến phòng thí nghiệm, Kathleen xác định nạn nhân chết bởi nọc ong mật, lượng độc tiêm vào người là quá nhiều, nó có thể diệt cả một đàn voi. Lúc này Felicity xuất hiện bảo cho mọi người xem một thứ, từ trên trời một vật thể lao xuống làm vỡ cả nền gạch. Anh ta là Jay, một tỷ phú thích chế tạo giáp bay và là bạn trai của Felicity. Cô muốn nhờ phòng thí nghiệm giúp đỡ anh ấy hoàn thiện bộ đồ bay Atom. Ramon ham thích công nghệ không chần chừ mà đồng ý. Nhận thấy Barry có điều lạ nên Felicity đã rủ anh đi uống cà phê. Lúc này tại sở cảnh sát, Iris nghi ngờ Eddie đang giấu mình chuyện gì đó. Anh không nói và bị cô nàng giận. Eddie rất khó xử thế nên đã đến tìm Barry. Felicity bảo họ có thể hẹn ăn tối cùng nhau để làm hòa cho hai người. Lúc này tại một công ty nọ, cô gái tóc bạch kim này nói chuyện với một con ong, bảo nó tấn công một nhà khoa học. Ramon đang bàn về bộ giáp bay với Jay, thì trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ở dòng thời gian trước, cậu biết được bí mật của Harrison thì đã bị lão trừ khử. Thình lình Kathleen báo ông sát thủ xuất hiện, Barry cũng vội chạy đến, nhưng khi anh tới ông ta đã chết rồi, có con ong chậm trễ từ trong miệng ông ấy bay ra. Ramon chỉ đường cho Barry chạy nhưng lại là đường cụt, đợi chú Joe đến Barry cũng vừa thoát ra ngoài, anh bị tấn công đến nỗi tim đã ngừng đập. Ramon nhớ trong bộ đồ có máy khử dung nên đã dùng công nghệ để sốc điện cho Barry, sau hai lần sốc cũng cứu được anh ấy. Trở về Barry trách Ramon vì đã chỉ sai đường cho mình, thái độ của anh khiến mọi người bối rối. Khi tất cả rời khỏi phòng thí nghiệm, trong bộ quần áo đã chui ra một con ong. Tối đó mọi người đi đến một nhà hàng sang trọng, Jay hào phóng bao hết chỗ này, cuộc hẹn hò không suôn sẻ lắm vì Iris cứ nói móc Eddie. Jay tỏ ra lòng hâm mộ đối với Harrison khiến Barry cảm thấy khó chịu bỏ ra ngoài, Felicity vội đuổi theo. Cuối cùng anh đành nói Harrison chính là hung thủ giết mẹ mình, cô ấy không thể tin đổi vì ông ta đã nhiều lần cứu sống Barry. Đợi khi ba người lần nữa quay vào trong, Iris đã giận dỗi Eddie và bỏ về, Barry cũng nhận được tin từ phòng thí nghiệm nên rời đi. Con ong trong phòng thí nghiệm cứ bay lung tung khiến hai người Ramon sợ muốn chết. Khi nó bay đến bên cạnh Harrison, lão bẻ giò lái tính tự vệ thì Barry xuất hiện, anh nhẹ nhàng bắt được nó. Ramon nghiên cứu phát hiện nó là một con ong robot, mà hình ảnh của mọi người bao gồm gương mặt phóng đại của tia chớp, cũng đã chuyển về cho người phụ nữ tóc trắng thông qua con ong. Ramon tìm hiểu nhận ra do sáng chế một nhà khoa học điên, khi đối chiếu công việc của hai nạn nhân, cho thấy họ cùng làm việc cho Mercury. Harrison và Joe vội đến tìm Tina, bà ấy cho biết mình có một nhân viên phát triển robot thiên tài tên là Laverne, ả từng chế tạo ra ống cơ khí dùng trong nông nghiệp. Tình cờ Kang và Bin đã phát hiện Laverne trang bị vũ khí cho đám ong, thế nên Tina đã lập tức sa thải ả ta. Felicity gọi Barry tới, khuyên anh nên nói việc Harrison cho hai người Ramon, bởi cô tin chắc họ là người tốt. Sau khi quay về nhà, Barry gặp Iris, cô nàng vẫn đang giận dỗi Eddie. Barry khuyên nhủ Eddie nói dối vì muốn bảo toàn tính mạng cô ấy. Tại phòng thí nghiệm mọi người phát hiện con ong bắt đầu khởi động lại, Laverne đổi bên trách Tina đã hủy hoại mình, lập tức cho đám ong đập vỡ cửa kính. Felicity đang cố phá tần số của chúng để chuyển mục tiêu sang Jay. Anh ấy bay đến gần và dụ được bọn chúng đuổi theo mình. Lúc này Barry đuổi đến chỗ của Laverne, ả không sợ hãi gì vì đã chuẩn bị sẵn, lập tức cho hàng nghìn con ong xông ra. Barry vội chạy đi nhưng bên ngoài răng một lưới chằng chịt. Ngay lúc chúng tấn công tia chớp, Felicity đã hack được tần số và bắt bầy ong dừng lại. Ramon bảo Jay bay đến biển, ong máy dính nước sẽ hỏng. Jay lao xuống biển khiến đám ong bị vô hiệu hóa, nhưng bộ giáp bay của anh cũng bị ảnh hưởng và cạn kiệt năng lượng. Anh ấy lao xuống và bay vào trong xe, bình an vô sự. Bên này cuộc chiến đến hồi căng thẳng, máy tính của Felicity bị phá chập mạch. Ngay lúc bầy ong lao vào người Barry, cô ấy đã dừng được và khiến chúng rơi lộp độp. Tia chớp rất nhanh đã còng tay Laverne lại giao cho cảnh sát. Bên nhóm Kathleen, một con ong từ trong bộ đồ Atom bay ra, Ramon nhìn thấy nên đã đỡ cho hai người họ và khiến mình bị trích tim ngừng đập. Jay lập tức gọi cho Barry, anh sử dụng vận tốc nhanh nhất chạy đến,
dùng điện trong cơ thể mình kích tim cho Ramon, may mắn cứu sống cậu ấy. Hôm sau Tina đến tìm Barry để xin lỗi và cảm ơn vì đã cứu mình. Trước khi bà rời đi, Barry đã hỏi về chuyện giữa bà ấy và Harrison. Tina bảo 15 năm trước họ vốn là cặp bài trùng. Ông ấy vốn là người rất tốt, cho đến khi bị hôn thê mất, Harrison bỗng trở thành một con người khác hoàn toàn. Jay và Felicity cũng tạm biệt Barry để trở về. Harrison và Iris đến tìm Eddie mong anh ta sẽ nói thật với mình, nếu không sẽ đi đến chia tay. Mà sau sự hy sinh bạn bè của Ramon, Barry đã tin tưởng vào hai người Kathleen. Đến phòng thí nghiệm của mình, anh cho họ xem bản thông tin của Harrison, nói ông ta chính là tia chớp đảo nghịch, người đã diệt mẹ mình. Dĩ nhiên Kathleen không thể nào tin nổi, nhưng Ramon lại khác, cậu ấy nói gần đây mình có một giấc mơ rất thật. Trong mơ Ramon phát hiện Harrison là tia chớp nghịch và gã đã diệt khẩu. Thế là 5 người nhóm Barry giờ đã thành lập một đội điều tra Harrison, nhưng sau 6 tháng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Trên camera an ninh ghi lại cảnh một nhân viên ngân hàng đã trộm hết trang sức của khách ký gửi, Eddie dùng nó để chất vấn tội phạm, nhưng cô ấy lại khóc lóc thảm thiết vì chẳng biết gì cả. Eddie nói chuyện này cho Barry, nghĩ đấy là việc làm của người siêu việt. Lúc này Iris cũng tìm đến hỏi tung tích của bố mình, cô vẫn còn giận dỗi Eddie. Anh bảo với Barry sau chuyện này, Eddie sẽ nói tất cả sự thật cho Iris. Bên này một người đàn ông đến bán trang sức cho một cửa hàng đá quý, chủ cửa hàng nhận ra điểm lạ đã gọi cho cảnh sát. Eddie lập tức gọi cho Barry, sau đó đuổi theo và bắt được gã tình nghi. Nhưng hắn ta rất mạnh đã quật lại Eddie lên voi xuống chó, ném Eddie nằm một đống. Khi Barry đuổi đến, gã chỉ cần chạm vào cô gái này liền biến thành cô ta. Đến chỗ đông người thì mất dấu, Harrison cảnh báo anh đừng chạm vào người hắn, bởi như vậy sẽ bị lộ danh tính. Tại thành phố Starling, hai người Ramon tìm được hình ảnh về vụ tai nạn 15 năm trước, nhờ đại úy đưa mình đến hiện trường vụ án. Ban đêm Kathleen xem lại những việc làm của Harrison, quyết định đến nhà tìm ông ta, may Barry kịp thời mang cô đi trước khi gây họa. Kathleen không muốn phản bội ông ấy, bởi Harrison đã bên cạnh trong khoảng thời gian cô khó khăn nhất. Barry xin cô hãy chờ cho đến khi chú Joe và Ramon về rồi hãy quyết định, Kathleen cuối cùng cũng thỏa hiệp. Harrison không cho Barry biến thành tia chớp vì sợ gã chạm vào, hai người đuổi theo hắn ra đường lớn. Gã đã biến thành Eddie bắn hai cảnh sát khác, điều này đã được hộp đen ghi lại, Eddie đang đối diện với một bản án cực nặng. Nhóm chú Joe đã tìm đến hiện trường, Ramon dùng máy dò tìm của mình và phát hiện ra sóng âm bất thường. Khi đại úy tới gần cốc cà phê bỗng bay ngược lên, Ramon đào chỗ đất đó lên, nhìn thấy một bàn tay chưa phân hủy hết. Sau đó họ đào ra được một cái xác, West Inland đừng báo cáo lại chuyện này, họ đã có bằng chứng chuẩn bị quay về Central. Barry cố tìm chứng cứ cho thấy Eddie vô tội nhưng không thuyết phục được luật sư, anh quyết định mang Eddie trốn ra ngoài, bảo anh ta trốn đến Salab. Eddie bảo Barry hãy đi tìm thủ phạm và giải oan cho mình, thế rồi anh lại đưa Eddie quay trở về. Ngay sau đó, Barry về nhà lại thấy Eddie tới tìm mình, đợi Barry quay đi thì gã đánh ngất rồi trói lại trên tầng. Bên dưới Kathleen tìm đến, nói mình đã có cách bắt giữ kẻ giả dạng. Sau đó hai người đã đến phòng thí nghiệm, tên Barry giả mạo vô cùng háo sắc. Trong lúc làm việc liên tục vê vãn Kathleen, còn hôn cô ấy. Iris cũng tìm tới, cô cho họ xem lại đoạn băng về vụ Eddie. Nhận thấy khác lạ vì anh ta thuận tay phải, nhưng kẻ bắn súng lại dùng tay trái. Harrison lập tức nhận ra hắn là đồ giả, bắn điện vào người khiến gã bất tỉnh. Không thể bại lộ chuyện người siêu việt với Iris, nên họ để cô đưa hắn về đồn cảnh sát. Khi Kathleen tìm đến nhà thì thấy Barry bất tỉnh, cô tát anh một phát gọi dậy. Ở phòng thí nghiệm, Harrison nhận ra Barry Fake chỉ có thể biến hình, không thể lấy ký ức hay sức mạnh của nguyên chủ. Lúc này nhận được tin Barry đã đến sân bay, sau một vòng Barry nhìn thấy người phụ nữ này. Trong lúc kiểm tra đã biến đủ thứ hình, Barry đuổi theo, hắn ta trượt biến thành Kathleen và xịt cay vào mắt anh. Barry tóm hắn dính vách, nhưng gã cáo giả lại biến thành Iris đánh cho Barry bầm dập, nó lại biến thành Eddie nhưng bị Barry đấm không trượt phát nào, hồi Enchanted về tia chớp. Không đợi Barry kịp vạch trần thân phận đã bị anh đấm liên hoàn, cuối cùng cho một cú knock out rồi tiêm thuốc vào người hắn. Barry nhảy số thành hàng loạt người, cuối cùng trở thành Iris rồi ngã xuống. Đoạn băng này đã được giao cho luật sư quận, bà ấy kinh hoàng nhưng đã tin và thả Eddie ra. Iris được đoàn tụ với bạn trai, hai người đã làm hòa, anh cũng nói với cô mình đang làm việc với tia chớp. Gã Barry Fake bị tống vào tù, biến hình nhiều đến nỗi chẳng nhớ nhân dạng thật của mình. Sau đó Barry dẫn Kathleen đến xem kết quả điều tra của chú Joe. Ramon xác thực cái xác họ đào được mới là Harrison Wells. Ramon tiết lộ mình đã xây dựng mô hình 3D phòng thí nghiệm để đề phòng sự cố. Như trước đây, cuối cùng cậu tìm được một căn phòng khả nghi. Sau khi dùng máy dò tìm phóng xạ đã tìm thấy căn phòng bí mật của Harrison, ba người đi vào trong và nhìn thấy bộ quần áo vàng của tia chớp đảo nghịch. Tại đây họ còn trông thấy bản tin tương lai về sự mất tích của tia chớp. Vào năm 2024 sau vụ đánh nhau với tia chớp đảo nghịch, Barry đã biến mất trong vụ nổ. Họ nhận ra ông ta là người đến từ tương lai. Ngạc nhiên hơn nữa họ còn nhìn thấy người viết báo là Iris.
mà cô lại mang họ của Barry. Lúc này trí tuệ nhân tạo Zidane xuất hiện, anh hỏi mục đích của Harrison là gì, cô ta nói diệt Barry. Bất chợt Harrison trở về, Barry bè gì lo lắng Zidane sẽ nói với ông ta chuyện họ tới đây, ngạc nhiên cô ấy đồng ý giấu, nói chính Barry là người tạo ra mình. Ngay sau đó tia chớp kịp thời mang hai người họ trốn đi trước khi Harrison vào trong, lúc này Harrison chợt xuất hiện hỏi về nó. Kathleen đã nói dối, nó sẽ dành cho người dân. Từng chứng kiến những điều kỳ lạ, ông ta còn giúp họ khiến người nằm mơ có thể thuyết minh lại những gì mình thấy. Đêm đến mọi người bắt đầu kế hoạch, sau khi đốc một cốc nước, Kathleen đeo mắt kính lên cho Ramon, đúng là đặt đâu nằm đó. Trong bữa Ramon nhìn thấy Kathleen giúp mình đánh lạc hướng Harrison, sau đó cậu ấy đi xuống tầng hầm. Chạy hệ thống ngăn chặn và phát hiện hình ảnh ba chiều của tia chớp nghịch. Ngay lúc này Harrison tiến vào tự nhận mình là Elbat. Bên ngoài nhịp tim Ramon tăng nhanh vô cùng, mọi người lập tức đánh thức cậu, suýt thì ngủm củ tỏi ngoài đời thực. Khi ấy Harrison gọi đến báo có một đám cháy lớn ở tòa nhà mà hôn phu của Sinh đang làm việc. Barry ngay lập tức chạy đến, nhưng có quá nhiều người, anh không thể cứu ra cùng lúc. Harrison chỉ Barry xoay cánh tay để tạo ra chân không nhằm dập lửa. Sau một hồi tích cực quay tay cuối cùng vận may cũng đến, toàn bộ lửa đã bị dập tắt, mọi người đều bình an vô sự. Trở về cậu cùng mọi người bàn kế hoạch vạch trần Harrison, còn Ramon đã tự thiết kế trường lực có thể giữ người siêu tốc độ bên ngoài. Cậu bật lên cho Barry thử lao vào, quả nhiên anh đã bị cản té như bịch muối. Barry nhớ đến lời Eddie nhờ vả, hỏi chú Joe vì sao cản Eddie cầu hôn Iris. Ông bảo không muốn cô ấy cưới nhầm người, Joe nhận ra Iris có tình cảm với Barry. Anh nhận được cuộc gọi của Iris và đến gặp cô. Iris tìm ra được thông tin về vụ nổ máy gia tốc hạt, mang đến siêu năng lực cho một số người. Barry thấy Iris đã đến gần chân tướng, anh đánh trống lảng. Lát sau Harrison trở về, Kathleen nói Ramon đang bên dưới tầng hầm. Đúng lúc thấy ảnh 3D của tia chớp đảo nghịch, như chuyện ở dòng thời gian trước, gã đã thú nhận tất cả và muốn trừ khai Ramon diệt khẩu. Ngay lúc này cậu chạy vào trong lá chắn, nhưng Harrison vẫn đi xuyên qua được, khiến mọi người khiếp vía chạy xuống. Chú Joe nhanh tay bắn ra hai phát đạn, mọi người đến xem xét thì Harrison đã chết, à không sao hắn lại biến hình thành Beast. Hóa ra hắn đã sớm bắt người thế mạng cho mình. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Harrison bảo mình luôn đi trước Barry một bước, thú nhận mình là Elbat. Vào đêm mẹ Barry bị diệt, khi đang tấn công Nora, tia chớp đã xuất hiện và mang Barry phiên bản nhỏ ra ngoài, còn tia chớp nghịch sau khi trút giận lên Nora cũng chạy đi mất. Chỉ được một lúc hắn bỗng ngã lăn cú mèo, Barry vội vàng thông báo cho mọi người chạy đi tìm Iris. Lúc này cô và anh người yêu đang đi dạo bên bờ hồ, bố cô gọi đến nhưng ngay lúc Eddie muốn cầu hôn nên Iris đã không nghe máy. Lập tức tia chớp nghịch lao đến cướp chiếc nhẫn trên tay Eddie và hất bay anh, sau đó đến trước mặt Iris. Cô nhận ra đây là người đã diệt mẹ Barry. Nhìn thấy tia chớp đến nên hắn đã bắt Eddie rồi trốn mất, Barry hứa với Iris sẽ mang Eddie về. Khi chạy đi một tia sét đã chuyển vào tay Iris, cô nhận ra đó là Barry. Elbat bắt Eddie đến một nơi, tiết lộ mình là họ hàng xa của anh ta, đồng thời một đoạn phim quá khứ cho thấy Harrison vô cùng mâu thuẫn. Khi cứu sống Barry sau vụ nổ máy gia tốc, mục đích của hắn là quay về đây để diệt anh, nếu không có Barry thì hắn không thể quay trở về. Chú Joe đã nói dối với Sinh rằng Barry xin nghỉ phép. Lát sau Iris đến tìm Barry, cô rất hoảng loạn về sự mất tích của người yêu và truy hỏi tên áo vàng là ai. Barry không thể nói nhưng cam đoan sẽ tìm được Eddie về cho Iris. Ấy vậy cô nàng lại nói bất lòng tin vào tia chớp. Tại một diễn biến khác, khi các nhân viên chuyển vàng vào xe thì một tên mặt Brad xuất hiện, hắn đi đến và bắn nổ xe chở vàng. Barry trở về phòng thí nghiệm thì nhận được tin có vụ cướp từ cục lưu trữ vàng, lập tức chạy đến đó. Ở hiện trường, các nhân viên liên tục chống trả nhưng đều bị hắn bắn chết. Lúc này thì tia chớp đến nơi, cứ nghĩ game là dễ cho đến khi đầu anh vô cùng đau nhức, xuất hiện những ảo giác đáng sợ. Tên Brad cứ thế chạy đi mất. Barry trở về để Kathleen làm kiểm tra, cơ thể anh không bị tổn thương gì cả. Mọi người nghĩ đây là người siêu việt, có thể khiến người ta chìm trong nỗi sợ. Ramon xem lại đoạn băng ghi hình, nhìn thấy hắn dường như có ảnh hưởng. Ai ngờ Iris bất ngờ xuất hiện, bắt gặp Barry trong bộ áo đỏ. Cô vạch trần thân phận của anh, hai người Kathleen và Ramon tò mò Barry sẽ làm thế khi bị nghe lén. Iris nói vào đêm mình chạm vào tia chớp thì bị điện giật, giống hệt như lần chạm tay Barry trong bệnh viện, cô cảm thấy vô cùng thất vọng khi Barry lừa mình. Sau cuộc nói chuyện Iris càng nổi điên hơn, nhận ra ai cũng biết chỉ nỗi mình là không. Eddie lúc này đang bị Elbat nhốt trong một căn hầm, anh ấy ao trình với tia chớp, thành công chọc gã tức giận. Đêm nay chú Joe đến tìm Iris, giải thích tất cả những gì mình làm đều vì an toàn cho con gái. Tia chớp nghịch rất nguy hiểm, hắn đã diệt rất nhiều người, trong đó có ma sừng xếp của Iris. Điều này như châm dầu vào lửa, cô hỏi tại sao ông lại giấu chuyện này, chú Joe cũng hết cách vì phải bảo vệ danh tính của Iris. Cô vô cùng thất vọng, nói nếu Eddie có chuyện gì thì tất cả là lỗi của ông. Lúc này Joe nhận được cuộc gọi từ trụ sở,
báo cuộc dự trữ vàng đang chuyển hàng, họ đoán kẻ đeo mặt nạ sẽ lại đánh cướp. Bên ngoài cô giáo mầm non đón bọn trẻ đi mua kem, ông chủ bán kem lại nói hết hàng, nói đúng hơn xe bán kem là lớp vỏ bọc để nhóm cảnh sát bắt tội phạm. Đội cảnh sát của chú Dê dù ngụy trang như vậy nhưng vẫn bị hắn phát hiện, tên mặc giáp đã châm nổ xe kem. Bên Barry nhận được tin vội chạy đến hiện trường, mọi người vừa xuống xe đã bị hắn xả đạn. Với kinh nghiệm nhiều năm chú Dê đã bắn trúng hắn, nhưng tên mặc giáp vẫn cầm súng lao tới chỗ ông. Barry kịp thời từ xa chạy đến tông hắn dính vào vách bất tỉnh. Khi vỡ mặt nạ ra lại ngạc nhiên vì đó là đại tướng Ailing, họ nhốt ông ta vào máy dao tốc hạt. Ramon điều tra được ông ta đã mất tích 3 tháng nay, Dê hỏi Ailing nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Kathleen cho rằng ông ta đang lâm trạng thái hôn mê, nhưng Ailing lại nhận ra tia chớp và Kathleen. Hắn nói mình không phải Ailing mà là Grad, Kathleen lập tức nhận ra vì Grad là một con khỉ đột nằm trong thí nghiệm của họ. Trước đây, khi Harrison hợp tác cùng Ailing, dù sau đó họ bất đồng quan điểm bên đã dừng lại, có lẽ vào ngày mấy gia tốc hạt nổ, Grad cũng bị ảnh hưởng bởi vật chất và trở nên thông minh hơn. Ảnh quét não của Grad và Ailing cho thấy, họ đều có một vùng sáng ngửa như cây thân Noel. Có nghĩa Grad đang chuyển các tín hiệu thần kinh của mình đến não Ailing, chỉ cần tìm được nó sẽ biết chỗ ở của Elbat. Iris cũng xung phong giúp đỡ, cô điều tra được vài tháng trước trong vụ mất tích 2 công nhân. Người ta phát hiện tiếng động lạ, nhìn thấy một con khỉ đột trong đường cống. Ramon, chú Dre và Barry lập tức đến đó, chú Dre giao cho Ramon thắp sáng đường đi, còn mình mang theo quả chuối đi tìm Grad. Ba người đi sâu vào trong thì bắt gặp một anh tí, những dòng chữ ngược ngoạc các phép tính trên tường, cho thấy con khỉ đột này đã thành tinh. Ngay sau đó một cơn rung chấn kéo đến, Barry chưa kịp cảnh giác lại rơi vào ảo ảnh rồi ngất xỉu. Chú Dre ra sức bắn nó nhưng không may lại bị bắt đi, bên màn hình phản chiếu Iris không ngừng gọi bố. Ông tỉnh lại tại một nơi ẩm thấp tối tăm, vội lấy súng ra để tự vệ nhưng dễ dàng bị Grad điều khiển, nó làm ông tự dí súng vào đầu. Dre xin nó đừng tra tấn mình, khỉ đột đã dừng lại vì bố nó ghét súng, nó xem Harrison như cha đẻ của mình. Dre dụ dỗ cho nó trái chuối, nhưng càng khiến Grad điên hơn. Người ta là siêu khỉ mà ai lại ăn chuối? Ramon mang Barry trở về, Kathleen cho biết nó đã tấn công tinh thần của anh. Iris vô cùng lo lắng cho bố, Barry cũng muốn xâm nhập cứu chú Dre, nhưng việc đến gần nó là một quyết định không khôn ngoan. Nhìn thấy mọi người cứ lưỡng lự nên Iris đã tức giận bỏ đi, Barry đuổi theo nhận sự phẫn nộ từ cô. Anh nói Iris không nên đổ lỗi cho bố mình bởi ông chỉ muốn tốt cho con gái. Iris vẫn để bụng chuyện Barry giấu chuyện quan trọng. Trước cơn tức giận của Iris, Barry cũng đáp trả rằng cô cũng nói dối mình đó thôi, rằng không hề có tình cảm gì với anh. Bên này Eddie vẫn mỉa mai Elbat. Hắn nói Eddie mới chính là vết nhơ của dòng tộc, anh chỉ là một kẻ thất bại. Sau đó cho Eddie xem tờ báo tương lai, anh nhận ra Iris sẽ cưới Barry chứ không phải mình. Tại phòng thí nghiệm, Ramon thiết kế ra thiết bị chống thần giao cách cảm, vô hiệu hóa kích thích thần kinh. Trên máy định bị báo nơi Grad đang ở, Barry lập tức rời đi với lời hứa sẽ cứu được chú Dre. Theo kế hoạch, Ramon mở các ống hơi nước dẫn dụ Grad, còn Barry sẽ chạy đến một vị trí cách nó 8,5 km để thực hiện cú đấm siêu nhanh. Đợi nó đi vào đường hầm, Barry lập tức lao đến, nhưng khi sắp chạm được lại bị nó phát hiện, dùng một cú đỡ hạ gục anh. Kế hoạch thất bại nhưng Barry nhận ra thiết bị chống thần giao cách cảm có hiệu quả, anh bắt đầu thi triển liên hoàn trưởng vào cái thế to đùng của Grad. Chưa bao lâu đã bị nó túm cổ ném xuyên tường, điều này khiến thiết bị trên đầu bị hỏng, vì thế Barry lần nữa bị nó điều khiển tâm trí. Anh đau đớn hét lên rồi trở nên tê liệt, bên cạnh đó đoàn tàu lại đang lao đến, Barry hoàn toàn không nghe được lời nói từ mọi người. Thấy thế Iris đã cổ vũ anh, tia chớp có thể làm được và hãy làm vì cô ấy. Nghe được tiếng nói của Iris, sức mạnh tình yêu trỗi dậy, Barry như được bơm máu gà, thoáng chốc tránh được đoàn tàu chạy qua. Sau đó anh trực tiếp đối mặt với Grad, thấy con mồi còn sống nhăn răng. Nổi viên định tác động cơ học vào mặt anh, nhưng đã bị dính một cú đâm từ tàu diện, Barry vào trong thành công cứu Dre ra ngoài. Sau khi trở về, Barry thả Ailing ra, ông ta đã không còn bị điều khiển bởi Grad. Ailing nói mình đã biết tia chớp chính là Barry. Hiện tại hắn muốn trả thù Harrison vì trái đắng này. Chú Dre được đưa vào bệnh viện với 3 chiếc xương sườn bị gãy. Ông nhận ra mình đã không đúng khi giấu mọi chuyện với con gái. Iris cũng xin lỗi và hai người đã ôm nhau làm hòa. Barry nhận ra Grad đến để đánh lạc hướng mọi người. Ramon xin lỗi vì thiết bị lần này hơi cùi bắp, nhưng anh nói chỉ cần cùng nhau họ có thể làm tất cả. Sau đó Barry tìm đến chỗ Iris. Nói cô chính là động lực lớn nhất của đời mình. Dù thế nào Iris luôn là một phần trong cuộc đời anh. Cô cũng thừa nhận mình có tình cảm với Barry, nhưng Eddie là người cô ấy chọn và sẽ xây dựng tổ ấm. Bên cạnh đó, khỉ đột vẫn chưa chết còn đang tung tăng trên tòa nhà. Còn Elbat cũng đã thành công chế tạo ra chìa khóa. Hắn lên phía trên và đặt ống thí nghiệm vào thành cầu. Đã đến lúc về nhà rồi, Elbat cố lôi kéo Eddie hãy giành lại những thứ thuộc về mình. Barry lại đến gặp Iris. Dù đã lật tung cả thành phố vẫn không tìm thấy Eddie, anh an ủi cô và cam đoan sẽ tìm được anh ấy. Lúc này có điện thoại từ Ramon,
cậu nhận ra Harrison ngồi xe lăn không đơn thuần chỉ vì lôi kéo lòng thương cảm, mà là bên dưới xe có chứa một lõi năng lượng cực lớn, đến mức có thể cung cấp cho toàn bộ thành phố. Ông ta dùng nó để tự giúp mình tăng tốc độ nên mới trở nên nhanh hơn. Tia chớp rất nhiều, hệ thống thông báo máy gia tốc hạt đang được kích hoạt trở lại. Mọi người nhận ra nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, có thể Elvis chưa từng rời khỏi đây, cả ba người lập tức đi tìm. Ramon không quên lý nước. Khi họ mở cửa máy gia tốc, lý nước của Ramon bỗng dưng lơ lửng trong không khí, còn chưa kịp cảnh báo mọi người thì tia chớp vàng đã lao ra. Barry lập tức biến hình rồi đuổi theo, họa vô đơn chí khi hắn đã thả một người siêu việt trong nhà tù ra. Chính là Sonner, kẻ có khả năng diệt chuyển đến những nơi trong tầm mắt mình. Ả xuất hiện sau lưng chú Joe, đánh ông và Ramon rơi xuống dưới rồi đóng cửa lại. Kathleen vừa vào trong thấy Ả, vội quay xe nhưng vẫn bị Ả đón đầu và đánh đập dã man. Ngay khi Sonner muốn cho Kathleen biết thế nào là lễ hội thì ăn một cái cờ lê siêu to khổng lồ từ Iris. Ngoài phố Barry vụt theo Elvis té khói, những tưởng sẽ chạm được hắn thì lại bị tụt về phía sau. Mọi người sau khi nhốt Sonner vào ngục, chợt nghe được âm thanh lạ, họ cùng nhau xuống tầng hầm và phát hiện Eddie đang bị trói ở đây. Trong khi đưa anh lên trên, Iris nhìn thấy hộp nhẫn mà Eddie định cầu hôn mình. Kathleen kiểm tra cho thấy Eddie chỉ bị mất nước. Lúc này Barry về và xin lỗi Eddie vì đã không tìm được anh. Eddie bảo có những chuyện bày ra trước mắt cũng chưa chắc nhìn thấy. Sau đó anh nói Elvis và mình là bà con xa. Anh còn nhìn thấy Elvis tạo ra một ống nghiệm bằng kim loại, thứ mà hắn gọi là chìa khóa để lấy lại những gì đã mất. Sau đó Iris đưa anh ấy về nhà. Lúc này Ramon nhận ra, vội chạy đi và tìm thấy cái ông Eddie nói. Đó là một vật đến từ tương lai nên cậu không thể vô hiệu hóa nó. Tầm 36 giờ nữa sẽ đầy và Elvis sẽ quay trở lại. Nhưng nếu máy gia tốc hoạt động trở lại, những người siêu việt bị nhốt trong tù sẽ chết. Barry nghĩ ra một cách, đó là vận chuyển họ đến nơi khác, có hòn đảo kia tên Linzu. Trên đó có một nhà tù quân sự bí mật dùng để nhốt những tội phạm nguy hiểm mà Oliver bắt được. Barry cần chú Joe giúp che giấu hành tung bọn tội phạm siêu việt. Hôm sau chú Joe đã nói với công tố viên Saisin, bà cho rằng đó là giam giữ người bất hợp pháp và không đồng ý giúp, cũng như cảnh báo Joe tránh xa những chuyện này, vì có thể cô sẽ khởi tố ông vào một ngày nào đó. Barry đến nói đã nhờ được Oliver, sẽ có máy bay vận chuyển chỉ cần đưa được họ ra sân bay. Nhưng chú Joe nói sẽ không có cảnh sát hộ tống, ông cảm thấy mình ngày càng sống không có nguyên tắc, chẳng khác gì bọn tội phạm. Barry phản bác họ làm thế là để giúp mọi người. Sau đó vì bí đường binh, anh đã đến tìm Leonard, họ đã có một cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Barry nhờ gã giúp mình vận chuyển 5 người siêu việt đến sân bay, hắn đồng ý nhưng phải trao đổi điều kiện. Bên này Iris đến tìm Eddie vì gần đây anh ấy bỗng trở nên xa cách. Cô lấy chiếc nhẫn ra hỏi vì sao Eddie không muốn cầu hôn mình. Anh buồn vã nói bởi mình đã nhìn thấy tương lai, Iris sẽ được gả cho Barry. Bên này chú Joe đang tranh cãi với Barry, nhờ Leonard một tội phạm nguy hiểm giúp đỡ. Hắn xuất hiện đưa ra yêu cầu Barry phải xóa tất cả thông tin tội phạm và mang những tài liệu liên quan đến hắn về đây. Chú Joe lập tức từ chối nhưng Barry đã đồng ý. Ông ấy không hiểu nổi anh và họ cãi nhau. Barry không muốn nói lý lẽ, anh cảm thấy mình bất lực trước kia và hiện tại chỉ muốn cứu những nạn nhân, người siêu việt trong vụ nổ máy gia tốc. Sau đó Barry đã đến sở cảnh sát mọi nơi để xóa toàn bộ thông tin của Leonard, sau đó mang về tất cả vật chứng cho hắn. Lisa lập tức biến chúng thành vàng rồi họ thành lập một nhóm 6 người. Lisa lại lần nữa tán tỉnh Ramon, cậu vốn là một anh chàng thiếu nghị lực trước tình yêu. Họ cải tạo lại xe chở đồ ăn đông lạnh, dùng nguồn điện của xe lăn để triệt tiêu năng lực tội phạm. Trong quá trình đưa họ tới sân bay, Kathleen thả thuốc mê vào trong các đường giam, di chuyển họ vào xe. Barry đi trước dọn đường trong khi Leonard lái xe mô tô phía sau, Lisa thì điều khiển xe đông lạnh. Trong xe hàng bọn chúng dần tỉnh lại và cãi cọ nhau, khi sắp chia phe ra solo thì đến nơi. Lisa bảo Ramon hãy đặt một biệt danh cho mình, cậu đã gọi cô là tàu lượn vàng. Một lúc sau máy bay cũng đến, nhưng trong xe bọn chúng phát hiện ra năng lực đã quay trở lại. Ramon nhận được cảnh báo vội chạy xuống nói với mọi người, đáng tiếc đã không còn kịp, ma đơn cho sấm sét đánh vào máy bay khiến nó nổ tung, sau đó đẩy cửa nhảy ra ngoài. Kyle Nimbus đến đánh nhau với Barry, hắn xả bom khiến đối phương chết ngạt. Tia chớp của chúng ta tiếp tục thi triển tuyệt chiêu tích cực quay tay, thành công hồi hắn dính vách. Trong lúc hỗn loạn Sonner, 36 kế chạy là thượng sách. Kathleen không cẩn thận nhìn trúng đôi mắt đỏ của tên này, cô trở nên cuồng loạn tấn công Ramon, chú Joe phải đến cản cô lại. Sau đó, Simon dùng tuyệt chiêu của Superman bắn về phía Barry, Madden thì điều khiển sấm sét đánh trúng anh, khiến tia chớp tê liệt ngã xuống đất. Ngay khi Simon muốn tiêu diệt Barry thì bị Leonard đóng băng, Lisa cũng khống chế bọn chúng. Bọn chúng chiêu mộ chúng vào đội cướp bóp của mình. Sau đó Leonard đến chỗ tia chớp, thừa nhận chính hắn đã phá hoại chiếc xe và cho rằng anh là đồ ngu tin người. Leonard đã không diệt Barry mà cho nợ, sau đó rời đi cùng em gái. Trở về phòng thí nghiệm, Barry không ngừng tự trách bản thân, cứ nghĩ mình có thể như Oliver, lợi dụng tội phạm để đạt được mục đích cuối cùng.
Chú Duê nói Barry không thuộc về loại anh hùng đó. Anh là người ấm áp và luôn quan tâm đến tất cả mọi người. Khuyên Barry đừng đi vào bóng tối nữa. Lúc này máy gia tốc đã nạp đủ năng lượng và sẵn sàng hoạt động. Tại sở cảnh sát Iris đến tìm Eddie, cô nói tương lai là do mình quyết định, thuyết phục anh đừng tin Elbat. Eddie nói ai cũng nhận ra Iris vốn có tình cảm với Barry, vì thế hai người đã chính thức chia tay. Bên này Elbat xuất hiện, hắn mỉa mai Barry về chuyện thích làm anh hùng, tuyên bố tia chớp không có cửa thắng mình. Tao yếu nhưng anh em tao đông, từ trên cao Ronnie đáp đất, bên cạnh còn có sự góp mặt của Oliver. Elbat không mảy may sợ hãi, đưa chiếc nhẫn của mình lên, sau đó biến thành vệt vàng lao đến chỗ Barry. Oliver không thể bắn hắn vì cả đứa quấn vào nhau, Elbat đẩy Barry vào tường ném anh bay đi. Đồng thời Oliver đã bắn tên vào chân hắn, trong khi Ronnie cũng tấn công gã bằng lửa, Elbat chống trả và thổi bay Ronnie. Tia chớp nhanh chóng đuổi theo, mũi tên của Oliver đã tạo ra tần số cao, vô hiệu tốc độ của hắn trong một thời gian. Ngay tức khắc anh cho Elbat ăn hành, quật hắn lăn ra đất. Barry lúc này đã đuổi kịp và đón được Ronnie trước khi anh tiếp đất. Elbat cố dùng gậy sắt đánh trả Oliver, nhưng đánh tay đôi thì anh mới là người làm chủ tình hình, lại quật hắn lần nữa. Lúc này thuốc đã hết tác dụng, siêu tốc độ quay về với Elbat, hắn đè anh xuống đất và muốn diệt Oliver. May mà tia chớp kịp trở về và đẩy ngã hắn. Elbat chạy đi, cả hai rượu đuổi nhau chạy lòng vòng trong máy gia tốc. Barry cố dụ hắn lên đỉnh và để Ronnie đánh lén từ phía sau. Elbat trúng chưởng rơi xuống bên dưới, còn bị dính tên gây mê của Oliver. Barry cảm ơn mọi người, sau đó nhốt Elbat vào máy gia tốc. Barry hỏi vì sao lại diệt mẹ mình, hắn đáp vì ghét anh. Trong tương lai hai người vốn là kẻ thù truyền hiếp, nhưng không ai đủ mạnh để thắng người còn lại. Vì thế hắn nghĩ ra một cách có thể đánh bại Barry, đó là diệt anh ngay từ trong trứng nước. Không ngờ tia chớp ở tương lai đã kịp mang Barry nhỏ ra ngoài, vì tức giận nên hắn đã trừ khử Nora, muốn cậu ám ảnh và không thể trở thành tia chớp. Nhưng cuối cùng hắn nhận ra mình bị kẹt lại ở quá khứ, cách duy nhất để trở về là cần tia chớp, thế nên hắn lại tạo ra vụ nổ máy gia tốc. Elbat cần Barry đủ nhanh để phá vỡ rào cản không gian thời gian, tạo ra một lỗ đen ổn định giúp hắn trở về, đổi lại Elbat sẽ để Barry cứu mẹ mình. Anh kể chuyện này cho mọi người, Martin cho rằng đây là nghịch lý, nếu anh quay trở lại quá khứ thì mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu, mọi thứ hiện tại sẽ thay đổi. Joe thì ủng hộ Barry, ông thật sự muốn cậu có thể lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Barry đến thăm bố và kể hết cho ông nghe về du hành thời gian, ngạc nhiên là Henry lại không ủng hộ anh, ông tự hào về con trai của hiện tại, tin vợ mình cũng nghĩ như thế. Tại phòng thí nghiệm, Kathleen kiểm tra sức khỏe cho Ronnie, anh nói mình sẽ ở lại đây với cô, cả hai quyết định sẽ kết hôn. Tối đến Iris và Barry nói rất nhiều về chuyện tương lai, cô góp ít nhất một lần Barry hãy sống và nghĩ cho mình. Barry tìm đến Elbat hỏi về kế hoạch, ông ta nói chỉ cần tia chớp đủ nhanh để đánh trúng phân tử, sẽ tạo ra một cách cửa kết nối với thời gian vô tận. Nhưng nếu làm không được Barry sẽ chết, Ramon rất không đồng tình, còn Kathleen thì cho rằng Barry không đủ nhanh để thực hiện. Barry vẫn chấp nhận thử thách, và nhờ Ramon tạo một cỗ máy thời gian để Elbat có thể quay về thời đại của mình. Ông ta đã chuẩn bị tất cả vật liệu vào bản thiết kế, nhưng Ronnie tìm ra điểm không hợp lý, Ramon đã trực tiếp đến gặp Elbat. Ông ta nói mình chưa từng đánh giá thấp cậu, Ramon nhắc lại tại một không gian khác chính ông ta đã diệt mình. Elbat nhận ra Ramon cũng bị ảnh hưởng bởi máy gia tốc nổ, bởi cậu có thể nhớ ra ký ức ở miền thời gian khác, Ramon bị sốc và phủ nhận nó. Bên ngoài Eddie tự ti rằng mình là người thừa và muốn bỏ đi, Martin đã nói anh chính là nhân tố bất ngờ mà Elbat đã không dự tính được, Eddie chính là tổ tiên của Elbat Thor, và đang gánh còng lưng tương lai sau này của hắn. Ông ấy phát dụ cho Barry có thể tạo ra hố đen, nhưng nó có thể gây thảm họa cho toàn cầu. Mọi người lập tức gọi cho Elbat, hắn nói Barry sẽ có 2 phút để cứu mẹ mình, sau đó trở về đây và đóng hố đen lại. Nghĩ đến việc mình không về kịp và làm hủy bại thế giới khiến Barry rối trí, chú Joe đã nói ông luôn tin tưởng và ủng hộ Barry. Anh nhận ra mình đã quá chìm đắm vào đau buồn, mà không ý thức rằng mình vẫn có rất nhiều thứ quan trọng khác. Eddie được đả thông tư tưởng nên đã đến tìm Iris. Anh nói mình cũng có một định mệnh riêng và tin rằng đó là Iris. Cả hai mặc kệ tương lai và trao nhau nụ hôn của hiện tại. Sau đó Ronnie và Kathleen đã kết hôn trước sự làm chủ của Martin, sau khi trao nhẫn hai người đã trở thành một nửa của đời nhau. Trước khi vào máy gia tốc, Barry đã ôm tạm biệt mọi người và gọi chú Joe là bố. Iris cũng chúc Barry sẽ hạnh phúc dù chuyện gì xảy ra. Sau đó Barry vào trong gặp Elbat, hắn dụ anh hãy chạy. Chạy được một lúc anh bắt đầu nhìn thấy những ký ức về hiện tại tương lai. Elbat nói hãy nghĩ về Nora và đêm hôm đó. Lát sau cốc nước lại lơ lửng trên không, Martin bảo Ramon phun hạt hydro vào trong. Ngay khi cả hai chạm vào nhau, Barry đã biến mất và một hố sâu xuất hiện. Anh đã trở về căn phòng năm xưa của mình. Khi nghe tiếng hét của Barry nhỏ, anh đã chạy xuống và trông thấy tia chớp đang đánh nhau. Trong một khoảnh khắc tia chớp tương lai đã ra hiệu Barry dừng lại, cuối cùng chọn làm ngơ trong đau đớn. Nhìn Elbat xuất hiện và diệt chết mẹ mình, anh vào trong và gặp bà lần cuối. Barry mở mặt nạ ra và nói mình chính là con trai của bà.
Nora tin ngay vì anh giống hết như bố bà hồi trẻ. Barry nói rằng hai cha con anh vẫn ổn và họ rất yêu bà. Nora vui mừng sờ mặt con trai rồi nói lời tạm biệt. Bên này mọi người đến chỗ Elbat, hắn cảm ơn Ramon rồi bước vào cỗ máy thời gian. Còn đang hân hoan vì sắp được về nhà thì Barry quay ngược trở lại, tung thẳng một đấm vỡ kính làm hắn bay ra ngoài. Lúc này chỉ còn 19 giây, Martin vội vào đóng hố sâu lại, vì trục trặc mà Ronnie bị hất bay ra, may mà Kathleen đã kịp thời tắt lò phản ứng. Elbat cáu bẩn khi Barry không cứu mẹ mà quay lại phá mình, cả hai lao vào đánh nhau dữ dội. Hắn đấm anh liên hoàng, thề sau khi diệt Barry sẽ diệt hết tất cả bạn bè và người thân của anh. Đột nhiên thân hình Elbat rung lắc dữ dội, chính là Eddie đã tự bắn mình, chú Joe và Iris tức tốc chạy đến. Eddie nói hắn đã sai rồi, anh không hề vô danh mà chính là anh hùng. Vì Eddie là tổ tiên của Elbat, nên ngay khi anh chút hơi thở cuối cùng em hắn, cũng đã bốc hơi như chưa cùng tồn tại. Mọi việc vẫn chưa dừng lại, một hố sâu khác đã xuất hiện, Barry chỉ đành đưa chú Joe và Iris cùng mọi người chạy ra ngoài. Xác của Eddie bị hút vào hố đen. Trên đường xe cộ bị hút bay lên, người người vô cùng sợ hãi tháo chạy, Martin nói họ cần phá vỡ vật chất phát tán xung quanh lỗ đen mới có thể ngăn nó. Nhưng đó là quá sức với tia chớp, Barry không hề nghĩ ngợi mà quyết định thử, chọn cách lao qua mặt tiến trên tòa nhà. Gần đó Angie cũng nhìn thấy con trai đang nỗ lực, tia chớp lao thẳng lên không vào chạy vòng quanh vật chất của hố đen. Liệu Barry người hùng của chúng ta có ngăn chặn được hố đen? Qua bộ phim, cho thấy Barry là người rộng lượng, theo phe chính nghĩa, dù còn nhớ nhung, khoảng rỗng trong quá khứ nhưng anh vẫn đã vượt qua, mạnh mẽ tiến về phía trước. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.